Cảm ơn. Hôm nay mình học đến cái chương là không thể có được là sao ta? Không thể, nhưng mà mình học tiếp theo là cái phần là không thể xảy ra. Nào, cái phần không thể xảy ra, đúng rồi, đúng. Cái đoạn số 1 á, sự cái Đức Phật thì dạy rằng á, là có cái chuyện này là không thể xảy ra nè, là cái quả của thiện á là đem lại cái sự đau khổ, cái chuyện này không thể xảy ra. Và tôi cũng xin nhắc lại bà con đó là trong 10 lực của Đức Phật á, trong gọi là 10 gọi là đấng thập lực á, các vị nghe nghe kinh hoặc xem kinh á, thấy có cái từ gọi là thập lực á, tức là 10 cái sức mạnh trí tuệ của vị chánh đẳng giác. Thì trong đó cái điều đầu tiên á, là Ngài biết rõ cái gì trên đời này á, có thể xảy ra và không thể xảy ra. À, lực đầu tiên á, là nhằm giải thích một khía cạnh của nhất thiết trí, nhất thiết trí toàn giác. Tức là cái chuyện đó có thể hay là không có thể. Một vị độc giác hoặc là một vị tinh văn á, thì về căn bản á, thì biết giống y như vị chánh đẳng giác vậy, tức là biết là làm thiện thì sẽ được thiện thì dẫn đến hỷ lạc, còn khổ thì vẫn còn ác thì dẫn đến khổ ưu. Bố thí thì được tài vật, từ tâm thì được nhan sắc, được tuổi thọ, được cái lòng ái mộ của người khác. Thiền định thì tu thiền chỉ thì chứng chứng các cái tầng thiền, thiền định. Tu thiền quán thì sẽ đủ duyên thì chứng các cái tầng thánh quả, đó là cái chung chung. Nhưng mà cái chi tiết cái thực tế trong đời sống đó thì nhiều cái nó nằm ngoài, nó mình có mình nếu không phải là bị cái đánh giác á, thì có nhiều cái chuyện người ta không biết được. Thí dụ như Ngài Sa Lợi Phất, Ngài biết rằng đó là hễ mà cái người mình tham nhiều á, thì tu đề mục nào, sân nhiều tu đề mục nào. Nhưng có những cái người mà Ngài quan sát, Ngài thấy người này tham nhiều thì Ngài cho họ tu đề mục bất tịnh đó, thì giải hoài họ không đắc. Bởi là bởi vì sao? Là bởi vì cái luật chung chung á thì Ngài Sa Lợi Phất biết, nhưng mà cái chi tiết thì không. Như tôi nhớ bữa đó tôi có kể cho bà con nghe, tôi có nêu ra cho bà con một cái ví dụ là một người mẹ, mà một người mẹ sống và đi bên cạnh con mình á, suốt gọi là 4 5 năm. Con mình nó đi đi 40 50 quốc gia, nó đi đâu mình cũng đi theo nó hết á. Nó ăn học tới đâu mình cũng biết, nó có bao nhiêu bằng cấp, về hôn nhân của nó, về sức khỏe của nó, về học vấn của nó, về quan hệ xã hội bạn bè của nó, cái gì mình cũng biết hết. Mà đặc biệt cái là về cái sở thích ăn uống của nó mình biết rất rõ. Biết rất rõ, người mẹ mà sống với con 40 50 năm, cái gì của con mình cũng biết hết. Tôi ví dụ như vậy nha, tôi ví dụ chứ trên đời có lẽ khó có bà mẹ nào như vậy, nhưng mà tôi chỉ giả định thôi, là cái chuyện gì của con mẹ cũng biết hết, từ học thức cho đến tình yêu, hôn nhân, bạn bè, rồi khả năng tài chính, rồi chức vụ, rồi cái gì cũng biết hết. Đặc biệt là sở thích ăn uống của con là bà mẹ rất rành, suốt mấy chục năm. Nhưng mà bây giờ chiều nay nè con đến thăm mẹ, nếu mà mình không hỏi nó đó thì có lẽ bà mẹ cũng bối rối không biết là nên đãi con ăn cái gì, mặc dù bà mẹ rất rành cái khẩu vị của con. Nhưng mà khổ thay á, cái món mà con thích á, nó có thể là cả 20 30 món lận, cháo lòng, bánh canh, bún riêu, phở, hủ tiếu, bánh ướt, bánh cuốn, chả giò, rồi cơm chiên, rồi cơm trắng, mình ăn với đồ kho, với canh chua. Đứa con, những cái món mà đứa con nó thích á, một ít đồ Nhật, một ít đồ Đại Hàn, một ít đồ Tàu, một ít đồ Thái, một ít đồ Việt, một ít đồ Mỹ, một ít đồ Thụy Sĩ, một ít đồ Tây Ban Nha. Tổng cộng là đứa con nó thích khoảng chừng 30 mấy món. Thì tôi xin hỏi vậy chứ chiều nay nếu mà mình không hỏi đó, thì làm sao mà mẹ bà có thể lựa cái món nào cho con ăn đi? Hơi khó, hơi khó. Vì sao?
vì bà biết con mình nó thích tổng cộng là 37 món, bà biết. Nhưng mà bà có một chuyện mà bà không ngờ đó là con mình là 2 3 ngày nay nó bị cảm, cái lưỡi nó lạ. Wow, cái chuyện này bà mẹ không biết, nếu mà bà không ở chung nhà bà không biết. Bà chỉ biết có 37 món mà con mình nó hợp thôi. Nhưng mà khổ thay là chiều nay nè, nếu mà không hỏi nó thì bà biết món nào trong 37 món đó thì ngài sẽ là phất y chang như vậy. Ngài nhìn một người, ngài biết rất rõ cái khả năng của ngài sẽ là phất, ngài biết rất rõ. Ngài muốn kiền liên, ngài sẽ là phất là hai vị cái khả năng nhìn chúng sanh rõ lắm. Ừ. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở cái chỗ là 37 món đó, biết đứa con nó chiều nay nè nó hợp với món nào, biết 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 chỉ có bà mới biết, nó là nó đứa con nó thích 37 món này. Nhưng mà chiều nay nè cái vấn đề là chiều nay nè món nào trong 37 món đó. Bà không hề biết đứa con nó đồng ý nó thích 37 món đó thiệt, nhưng chiều nay nó bị bệnh, 2 3 ngày nay cái lưỡi nó lạc rồi, cái chuyện đó bà không biết nha. Trong khi nếu bà biết thì chiều nay bà nấu cho nó ăn một cái chén cháo hoa, cháo hành hay là cháo trắng gừng ăn với một chút gì đó mặn mặn là đứa con rất là khoái nha. Nhưng mà khổ chỗ là bác không có ngờ nó đi quá nhiều nước, thì nó là tiến sĩ, nó đi rất nhiều nước, nó tiền bạc thoải mái lắm. Bả làm sao bả có thể ngờ được chiều nay nó thèm một cái chén cháo của thị nở, làm sao bả ngờ được chuyện đó quý vị. Thì ở đây cũng vậy, chỉ có bị chánh đẳng giác thôi. Vì chánh đẳng giác biết rõ là đứa con mình nó thích hợp với 37 món đó, nhưng mà chiều nay nè trong 37 món đó mình lựa món nào hợp cho nó, hoặc là chiều nay 37 món nó phải để qua một bên cho nó ăn món thứ 38, đó là cháo trắng. Vì sao? Vì ngài biết rõ rằng đứa con này nè 2 3 ngày nay nó bị cảm, không biết tôi ví dụ như vậy trong trong rừng có hiểu không. Cho nên cái chữ Atthana đây là hợp lý đó, Atthana rồi Atthana, cái gì cái này nó quan trọng lắm. Cho nên nó là vị chánh đẳng giác là người thấy rất rõ, người biết rằng cái chuyện này đúng, ngó thì thấy nó hợp lý đó, nhưng mà bữa nay nè đối với cái đối tượng này bữa nay cái chuyện nó sai không được, phải đổi qua đổi một chút. Mà bác sĩ giỏi là sao? Bác sĩ giỏi là họ biết rất rõ bệnh nhân này cần uống thuốc gì, nhưng mà cái liều lượng cái ông giỏi ông dở nó hơi khác nhau một chút, thay đổi liều lượng. Và các vị biết thuốc cũng cũng cái hóa chất đó, cũng cái dược chất đó, nhưng mà nên cho uống thuốc bột hay là thuốc viên, viên nén hay là viên nhộng hay là chích hay là thuốc bột hay là thuốc nước nha. Bột nè, nước nè, viên nhộng nè, viên nén nè, tháp lịch capsule đó, nhiều lắm nha. Thì ông xét ông thấy cái trường hợp này cho uống cái nào tốt nhất. Wow. Nhớ cái đó, thì cái khả năng này chỉ có vị chánh đẳng giác là người biết rõ cái gì tha ná và tha ná, cái gì hợp lý và vô lý, cái gì khả thi và cái gì là bất khả thi nha. Cho nên cái chữ không, cái chữ mà sự kiện này không thể xảy ra, cái chữ này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Thì ở đây thì ngài chỉ đưa ra những cái mà ngài thấy rằng nó cần thiết thì ngài mới nói. Ngài đã có xác định một trong một bài kinh nó rất là quan trọng, đó là kinh Singsapa. Này các tỳ kheo, lúc đó ngài ngồi trong rừng ấy, ngày ngồi trong rừng Singsapa, cái lá Singsapa nó nhỏ như lá mè vậy. Thì ngày mới hốt là một nấm lá, ngày hỏi gì chứ, các tỷ kheo nghĩ thế nào, cái nấm lá trong cái số lá trong tay ta và cái số lá còn lại trong rừng ấy, cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn? Thì chư tăng bạch Thế Tôn, chắc chắn là cái số lá trong rừng là nhiều hơn, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Mà nói cái số lá trong tay Thế Tôn rất là ít, rất là ít, ít đến mức không thể thực hiện 1 tỷ lệ được, không thể thực hiện 1 tỷ lệ là một trên 1 tỷ, 1 trên 5 tỷ được. Ừ. Thì Đức Phật ngày dạy cũng vậy đó, cái điều mà ta hiểu biết đó, điều mà ta chứng ngộ ấy, nó nhiều như lá trong rừng ấy. Mà cái điều mà ta thuyết giảng cho các ngươi, cho những người cầu để giải thoát đó, thì ít như là cái nắm lá trong tay ta vậy đó. Ừ. Cái điều mà ngài biết, cái điều ngài thấy nó nhiều lắm, mà mình đọc đó mình mới hết hồn. Tam tạng mà mình đọc và hiểu và gọi là cho thỏa sức thì phải mất là không biết bao nhiêu kiếp. Tại vì chỉ một kiếp này thôi thì không đủ, tôi phải nói rõ, một kiếp này thôi thì không đủ. Kể cả các vị thấy những vị pháp sư Tam Tạng của Miến Điện, đó là thuộc lòng, chứ thật ra đó là không phải là cái giống gì ở trong cái Tam Tạng các vị cũng thông suốt nha. Bởi nó có cái thế này,
kinh điển có nhiều 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 nhiều, nhiều cái lớp chú giải khác nhau. Chú giải đời 1, chú giải đời 2, chú giải đời 3. Chú giải đời 1 là chú thích về chánh tạng, chú giải đời 2 là chú giải là giải thích cái chú giải đời 1. Chú giải thích những cái góc tối mà chú giải đời 1 chưa nói. Chú giải đời 3 là giải thích những cái điều mà chú giải đời 2 nói chưa hết. Chú giải đời 4 là chú thích những điều mà chú giải đời 3 nói chưa hết. Và chú giải đời 5 là chú thích những điều mà chú giải đời 4 nói chưa hết. Thì các vị thử tưởng tượng đi, tam tạng mình đọc tam tạng là mình đã hết kiếp rồi, đằng này phải đọc qua tới 5 đời, 4 5 đời chú giải như vậy. Cho nên ấy, sẵn này viết luôn cho bà con biết cái đó là cái gì nha. Áp thất cà tha, rồi ti ca, rồi ma ha ti ca, rồi á nú ti ca, rồi áp thá vô cho nè. Đó cái vị tưởng tượng đó, tam tạng đó. Xin lỗi, cái đó là chú giải đó. Còn cái đời một á gọi là tipitaka, tipitaka là chánh tạng, là cái mình đang học đây. Đời một á gọi là cái. Còn mấy cái đời sau là Attakatha, là chánh sớ đó. Còn mà phụ sớ đó là tika maha tika anu tika aptayochana. Còn còn biến điện còn còn thêm một cái nữa là nissiya. Là do mấy vị đời sau viết, mấy vị mà đời hiện đại này viết. Đó, cho nên ở đây tôi giảng rộng cái chữ mà sự kiện đó. Sự kiện này không thể xảy ra, chỉ riêng cái chữ đó không thì mình thấy mà bao la, chỉ riêng cái kinh Phật không á, cái phần mà ngài dạy cho mình giải thoát đó, là chỉ là một nắm tay của ngài thôi nha. Các vị tưởng tượng cái số lá trong một nắm tay mà so với một khu rừng lớn đó, thì phải nói là đó là một cái sự chênh lệch rất lớn. Ở đây ngài xác nhận rằng là không có cái chuyện quả lành á, quả báo của cái việc lành á mà đem lại cái sự đau khổ. Đoạn 2, đoạn 3 cũng vậy. Rồi có đoạn 4 đó là đoạn 1, 1 đến 3 không thể có chuyện làm thiện lại bị khổ. Rồi đoạn 3, rồi đoạn 4 đó là không thể có chuyện làm ác ấy. Nhờ, có thêm chữ nhờ nữa. Thêm chữ nhờ nữa. Không thể có chuyện nhờ làm ác mà lại sanh về cõi lầm. Rồi 7 9, 7 đến 9 ấy, là không thể có chuyện vì làm thiện mà sa đọa nha. Nhưng mà ở đây nhưng xin lưu ý bài kinh sau đây. Nhưng xin lưu ký bài ý bài kinh sau đây. Ai cho rằng kẻ làm thiện chắc chắn sinh thiên, kẻ làm ác chắc chắn sa đọa, thì đó là tà kiến. Các vị nhớ nha, các vị có thấy mâu thuẫn không? Ở trên nó chính ngài xác nhận là không bao giờ có chuyện làm thiện á mà bị sa đọa, vì làm thiện mà bị sa đọa. Và không bao giờ có chuyện vì làm ác á, nhờ làm ác á, mà được sanh về cõi vui. Ở trên xác định như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó chúng tôi cũng hiến cho các vị một bài kinh khác,
là ai cho rằng kẻ nào làm thiên thì chắc chắn sanh thiên, mà kẻ nào làm mát thì chắc chắn sa đọa, thì đó là tà kiến nha. Có hai, có cả bài kinh này nữa. Như vậy mình hiểu ra đây. Như vậy thì tôi phải dùng một cái ví dụ, nếu quý vị hiểu thì quá tốt rồi. Ông A kiếp này tu hành rất là chân chánh, rất là trong sạch, thì cái quả báo của cái việc chân chánh và trong sạch đó chắc chắn là quả lành. Nhưng cái quả lành đó nó có trổ vào cái lúc ổng mạng, ổng mạng mệnh chung ấy, lúc ổng chết hay không thì đó là chuyện khác. Không biết Trung Trung mới nghe kịp này không ta. Ông A với ông, đây có ông A và ông B. Ông A đó là một đời hành thiện, thì cái quả báo của cái cuộc đời hành thiện đó đó chắc chắn là tốt. Còn ông B đó thì một đời sống ác, cho nên cái quả báo của cái đời sống ác chắc chắn là xấu rồi, đó là khổ. Đó là một chuyện mình để qua một bên. Vì tới chuyện thứ hai, tuy nói quả của thiện á là vui, nhưng hết kiếp này đó thì chưa chắc ông A cũng được sanh thiên. Vì sao vậy? Là vì cái quả báo của mà ổng hành thiện đó chưa, nó trổ cho ổng lúc mà ổng chỉ tắt thở, mà lúc đó nó một cái quả xấu nào đó trong đời trước đó, nó hoàn toàn nó có thể xen vào để nó mang ổng đi. Nhớ cái này nha. Rồi cái đoạn thứ hai, cái ông B đó một đời ông sống ác, cái quả báo của cái đời sống ác, ác ôn á, gian ác á, thì chắc chắn là xấu rồi. Tuy nhiên cái chuyện mà ổng kiếp này mà ổng tắt thở mà ổng được, mà ổng phải bị đọa đó thì chưa chắc. Bởi vì sao? Vì lúc đó có thể là một cái quả lành nào đó trong quá khứ nó nhầm cái lúc nó chín mùi, thì nó cũng trổ quả ngay cái lúc đó mà nó đưa ổng đi về cõi lành nha. Cho nên mình thấy hôm nay trên thế giới này có rất là nhiều người, cho tôi nói cái câu này nó hơi tổn đức, có rất nhiều người đó cái tánh tình của họ nó không có đáng để mang thân người, họ ác quá đi. Các vị đọc báo chắc biết, giết cha giết mẹ ha, chỉ vì một chuyện không đáng mà đánh cha đánh mẹ, đánh chửi bà nội ông ngoại nha, đánh đập vợ con nha, rồi chỉ vì một số tiền nhỏ mà họ giết người một cách đơn giản, không nháy mắt, không có gớm tay, họ như con mãnh thú trong rừng vậy đó quý vị. Vậy mà họ vẫn được mang thân người mới ghê chứ. Sống là nếu nếu mà họ không bị bắt, không bị giết thì họ có thể sống lâu trăm tuổi chuyện đó bình thường, sức khỏe tốt quá mà. Trong khi đó mình thấy nhiều cái người đó họ cái gì cũng số một hết, thông minh tài trí tốt bụng, sống đầy trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với đất nước, với chúng sanh, vậy mà họ yểu mệnh. Mình thấy giống như ông trời không có mắt, giống như ông trời bất công. Mà không, cái chuyện mà ông là người thiện người lành đó là chuyện khác, nhưng mà cái chuyện mà ông chết sớm, cái chuyện mà ông bệnh, cái chuyện mà ông xui xẻo xui quẩy đó là cái quả xấu của một cái nghiệp ác nào đó trong quá khứ, nhớ nha. Cho nên làm ơn nhớ dùm cái chỗ này, đó là ở đây có hai vấn đề mình phải ghi nhận. Thứ nhất, quả báo của điều lành chắc chắn là niềm vui, quả báo của điều ác chắc chắn là sự đau khổ. Đó là điều mình thấy cần phải ghi nhận. Nhưng mà có cái điều thứ hai, một đời mà sống thiện chưa chắc cuối đời được sanh thiên, sanh về cõi cõi nhàn. Là vì sao? Là bởi vì có thể là do một cái quả xấu nào đó trong vô lượng tiền thân. Rồi một người một đời sống ác thì lúc chết chưa chắc họ bị sa đọa, là bởi vì nhờ một cái quả lành nào đó trong vô lượng tiền thân mà bây giờ họ họ sanh ra trong một cái điều kiện tốt. Và sẵn ở đây tôi nhắc luôn, nhớ nhắc quên, có người chỉ có đức mà thiếu phước, có người có phước mà thiếu đức, có người có cả hai, có người thiếu cả hai.
biết các vị có hiểu được bốn này không ta? Cái hạng thứ nhất ấy, có người chỉ có đức mà thiếu phước là sao? Có nghĩa là đời xưa đó là cái quả lành của họ đó, thì tạm thời kiếp này họ họ không có nhận được cái phước phước cũ phước xưa nha. Họ nghèo, họ xấu, họ bệnh hoạn, họ sinh ra trong một cái môi trường phải nói là tệ lậu, thấp kém, thiếu thốn tứ bề hết á. Họ là người thiếu phước, ngay trong kiếp này họ là người thiếu phước, nhưng mà họ tu tập rất là tốt, thì cái hạng đó được gọi là có đức mà thiếu phước. Còn cái hạng thứ hai, có phước mà thiếu đức, có nghĩa là do một cái quả lành nào trong quá khứ, bây giờ họ sanh ra trong một cái điều kiện phải nói là hoàn hảo tuyệt vời nha, nhưng mà họ không có tu dưỡng gì hết trơn á. Cái hạng là chắc quý vị có gặp, tôi nghĩ quý vị có gặp, tức là hôm nay tôi nói rõ quá rồi, mai mốt tôi khỏi về nước luôn. Tức là nó sanh ra trong một cái gia đình mà không tin trời Phật, không có tin kiếp trước kiếp sau, nhưng mà tại gốc nó bự quá, ô dù bự quá, cho nên nó ăn chơi hưởng lạc mà chức vụ thăng tiến ào 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 đó. Cái hạng này là có phước mà nó thiếu cái đức. Rồi cái hạng thứ ba nó là có cả hai, có nghĩa là nó sanh ra nó có sức khỏe, nó có tiền bạc, nó có học vấn, nó có nhan sắc, nó có ngoại hình, mà đã vậy nó lại tiếp tục vung bồi công đức phước báo nha. Thì cái hạng này vừa có phước mà vừa có đức. Còn cái hạng thứ tư là khỏi giải thích rồi, thiếu cả hai, có nghĩa là sinh ra trong một cái bối cảnh, một cái môi trường cực kỳ thiếu điều kiện nha, cái gì cũng thiếu, ngoại hình, sức khỏe, rồi trí óc, rồi niềm tin, rồi thiện căn, cái giống gì cũng thiếu hết trơn. À, mà bản thân thì cũng chẳng màng cái chuyện tu dưỡng nha. Nhớ cái này, vậy có người chỉ có đức mà thiếu phước, có người có phước mà thiếu đức, có người có cả hai và có người thiếu cả hai. Để chính vì các vị biết cái này nè, cho nên các vị mới không ngạc nhiên là tại sao có những cái người nó trời ơi đất hỡi chẳng ăn chẳng quấn nha. À, trời đánh thánh đâm mà tại sao nó phước báo tràn trề, là bởi vì cái hạng là hạng có phước mà nó thiếu đức. À, tức là nó ăn, nó hưởng ăn, nó ăn đồ cũ mà nó quên nấu đồ mới. Rồi có cái hạng là có đức mà không có phước, có nghĩa là nó chỉ hiện giờ nó lo, nó chỉ nấu đồ mới nhưng mà đồ cũ nó không có ăn. Rồi còn có cái hạng là vừa nấu mới mà vừa có thức ăn chuẩn bị sẵn. Rồi cái hạng kia nó là không có đồ mới mà cũng chẳng nấu đồ mới mà cũng không có đồ chuẩn bị nha. Rồi như vậy mình học xong, cái chương mà cái đoạn gọi là không thể xảy ra nha. Thì cái đoạn này nó tất cả là chín đoạn. À, chín đoạn thì chín đoạn ở đây là cái nội dung của nó là không thể nào mà có chuyện làm thiện mà bị khổ. Mà tại sao mà có chín, là bởi vì sao, là bởi vì lấy tam nghiệp nha, lấy tam nghiệp. Tam nghiệp tức là không có cái chuyện là thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp nha. À, rồi cái ác cũng vậy, ác cũng có ba. Thì như vậy nó thành ra là chín. Các vị đếm giùm tôi nha, tôi là mệt lắm rồi. Thì gom chung nội dung này lại có nghĩa là, gom chung cái đoạn này các vị đếm giùm đi, thân khẩu ý nha, nhớ là thiện, thiện ác, rồi nhân với ba 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 nghiệp. Thì không bao giờ có chuyện một cái người lại làm ác là ba nghiệp bất thiện mà lại được hưởng quả lành. Không bao giờ có chuyện ba nghiệp thanh tịnh mà lại chịu quả xấu. Không bao giờ có cái chuyện mà ba nghiệp bất thiện mà đem lại niềm vui. Không bao giờ có chuyện ba nghiệp thanh tịnh mà đem lại nỗi khổ niềm đau, chị đó không có. Rồi thì gom chung cái chính cái này là nó thành ra là một chương một phần. Bây giờ tiếp theo là mình học về cái phẩm một pháp, cũng trong một pháp nữa, đó là ở đây ngài dạy là này các tỳ kheo, có một pháp khi mà tu tập tới nơi tới chốn rốt ráo triệt để thì có thể dẫn đến cái sự chứng ngộ niết bàn, đó chính là niệm Phật. Wow, rồi cái gì nữa? Phật pháp tăng thế giới thiền và niết bàn. Wow, ghi cả buổi trong thầm ăn. Phật pháp tăng thế giới thiền và niết bàn.
Không biết trong room này quý vị có vị nào nào trong room này hoàn toàn chưa có nghe giảng, chưa có biết giáo lý đó thì khỏe đâu, nghe bằng cái đầu óc trắng tinh như một tờ giấy chưa có ghi thì khác, còn những ai mà có biết ba mớ thì sẽ rất là ngạc nhiên, là vì trong kinh có nói thế này: tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Mà tại sao ở đây chính Phật dạy các cái phép quán niệm này cũng có thể dẫn đến Niết bàn? Why? Tại sao ta? Wow, bây giờ các vị nghe tôi nói đây. Tứ niệm xứ giống như cơm vậy đó. Con người ta không, không, phải nói, còn không nói con người ta, đừng phải nói người Việt Nam. Người Việt Nam á, là chỉ có thể sống bằng cách ăn cơm thôi, không có cái món nào thế cơm được hết. Cho nên người Việt Nam nào cũng sống bằng cơm. Rồi, cái câu này đúng hay sai? Đúng. Bây giờ qua tới câu thứ hai. Mẹ dạy con là không có tiền thì chỉ có chết. Câu này sai hay đúng ta? Cái câu thứ nhất là người Việt Nam nào cũng sống bằng cơm. Wow, hồi sáng hôm qua tôi nghe má tôi nói vậy đó. Hôm qua tôi nghe má tôi nói đó là người Việt Nam nào cũng sống bằng cơm, không cơm mà chết. Rồi tưởng sao sáng nay cái má tôi lại nói khác, má tôi nói là không có tiền thì chết. Như vậy thì tôi phải hiểu sao đây? Tôi không tin là mẹ tôi dạy tôi sai. Mẹ tôi là người rất là tỉnh táo, rất là thông tuệ. Mẹ tôi là người rất bình tĩnh, không lú lẫn, không mất trí, không say sưa nha. Mà trong khi đó tôi biết mẹ rất là thương tôi, và mẹ lựa cái câu nào mà đàng hoàng nhất, nghiêm túc nhất thì mẹ mới dạy cho tôi chứ. Rồi hôm qua tôi nghe mẹ tôi nói là người Việt Nam nào cũng sống bằng cơm hết á, cơm là quan trọng nhất, không có cơm là chết. Rồi hôm qua mẹ dạy như vậy, rồi tự nhiên sáng nay cái mẹ tôi đổi tông và nói là không có tiền là chết. Là sao ta? Vì không có tiền thì làm gì có cơm, mà không có cơm thì tôi ăn cái gì? Quý vị có nghe nói người Việt Nam là sống bằng bánh mì hay chưa? Dĩ nhiên cái thứ Việt Nam mà nó sanh ở bên Âu Mỹ mình dẹp nó qua bên, đừng có nói, tôi đang nói người người 99% người Việt Nam đó, đặc biệt là người trong nước nha. Cho nên là mẹ tôi nói không không có câu nào trật hết á. Câu thứ nhất mẹ nói là không có cơm là chết, nhưng mà cái câu thứ hai đó thì mẹ là mẹ thấy tôi không đi làm, mẹ nói không có tiền là chết nha, thì mình không thể nói hai câu này là mâu thuẫn nhau, không có mâu thuẫn. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất, là con đường duy nhất dẫn đến dẫn cho đến gì ta, dẫn đến Niết bàn giải thoát. Nhưng mà tại sao ở đây ngài lại nói sáu cái mấy cái pháp tùy niệm này á, là lại dẫn đến giải có thể dẫn đến giải thoát là sao? Là bởi vì cái câu này tôi phải cố ý tôi viết lớn nè: không ai tu tập tứ niệm xứ lại không có một vài đề mục tùy niệm này trong đầu. Không ai nha, wow, không ai tu tập tứ niệm xứ lại không có một vài đề mục, một vài đó không thể có. Thí dụ như quý vị chỉ biết niệm Phật thôi đó, chỉ biết niệm Phật á, ngoài ra không biết gì về tứ niệm xứ á thì không thể chứng đạo. Nhưng không ai chứng đạo lại không có một vài đề mục, vừa một vài đề mục trong số vừa kể.
chị không có. Thí dụ như bây giờ quý vị nói với tôi, các vị nói với tôi là các vị không có niệm Phật, các vị không có niệm mà Phật pháp tăng thế giới thiên gì hết, một lát nữa tôi giải thích cái cách niệm, nhưng bây giờ tôi lo giải thích này trước. Thật ra đó, quý vị lo giữ chánh niệm thôi, chánh niệm trong lúc đi đứng nằm ngồi, biết rõ đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi, đang nói cười ha, đang cầm lên đang để xuống, đang vặn cửa đang khép lại, đang rửa mặt đang lau mặt, đang ăn uống nhai nuốt tắm rửa kỳ cọ lau mình, biết rõ lúc đó trong đầu quý vị đúng hoàn toàn là chánh niệm, các vị chỉ có biết ghi nhận cái cảnh đề mục là tiểu quan nghi trúng. Nhưng mà tôi xin hỏi nhỏ vào tai các vị một câu thế này: lúc các vị hành như vậy, các vị có sẵn sàng dành cho Đức Phật một cái niềm thương kính hay không? Lúc các vị đang hành trì như vậy, nếu mà có người hỏi các vị về cái cứu cánh, về mục đích, về lý tưởng của cái chuyện tu tập tìm xứ, các vị có trả lời được hay không? Được chứ. Tôi tin chắc rằng tất cả hành giả nha, trừ ra mấy người tào lao tôi không biết, chứ còn những người người mà tôi gọi là hành giả đó, tuy là họ đang giữ chánh niệm như vậy, nhưng mà nếu có người hỏi họ về chứ đời sống niệm xứ sẽ dẫn tới cái gì thì ai cũng trả lời là niết niết bàn. Rồi hỏi ai mà là người thầy đầu tiên mà dạy cho chúng ta cái này thì ai cũng phải trả lời đó là Phật. Đúng, mình học ngài Pa-âu, mình học ngài Ma-ha-si, mình học ngài ngài Upanita, ngài ngài Achancha, bà Achanep, ông Goenka, đúng. Nhưng mà xin hỏi ai cái là người thầy đầu tiên của những vị thầy mà mình học, là rõ ràng ai cũng trả lời là Đức Phật hết nha. Như vậy thì cái người thầy đầu tiên đó chính là Đức Phật. Không ai tu tứ niệm xứ mà nói rằng tôi không biết gì Đức Phật hết đó, tôi mù tịt, tôi không có biết, và tôi cũng không có cái cảm giác, tôi không có một cái suy nghĩ, một cái nhận thức nào về ngài thì đó không có. Không ai tu tứ niệm xứ mà không ban ơn Đức Phật hết. Và bản thân pháp môn tứ niệm xứ là gì ta? Là pháp bảo. À, vị thầy đầu tiên của cái pháp môn tứ niệm xứ là Phật bảo. À, mà cái pháp môn tứ niệm xứ là pháp bảo. Ai tu tập tứ niệm xứ thì được xem là một phần tăng bảo. Wow, vậy đó. Như vậy thì tôi hỏi các vị, một cái người tu tứ niệm xứ, dầu là cả tháng nay họ không hề biết niệm Phật một câu nào hết, nhưng mà xin hỏi lúc họ tu niệm xứ đó có phải là họ đang sống ở trong ân đức tam bảo hay không? Nhớ cái đó. Yeah, vì cái người khi tu tứ niệm xứ mà nói không biết nghĩ tới Đức Phật để mang ơn ngài đó thì cái đó không có, chuyện này không có, là nhớ nha. Cho nên ở đây chuyện đầu tiên á, rồi thì trong chú giải mình giải thích thế này: sớ giải nói nhờ niệm tưởng, các cái bỏ cái niệm tưởng đi, nhờ luôn canh cánh các cái đề mục này nên tâm tư hành giả mới đủ an tịnh để tu tập tứ niệm xứ. Rồi mới cho ví dụ giống như một cây búa cùn, cây búa cùn á không có thể đốn chặt cổ thụ, người ta phải nhờ đến một cây búa sắc bén và đủ trọng lượng để làm việc đó. À, các đề mục vừa kể ở đây ha có cái công năng tác dụng giúp
tâm ta trở thành cây búa lý tưởng để đốn chặt cả phiền não. Chú giải nói chỗ đó, chú giải nói cái đó nha, chú giải nói cái đó. Nhờ luôn canh cánh, chỉ canh cánh các cái đề mục này nên tâm tư hành giả mới đủ an tịnh. Bởi vì nếu một cái người Hồi giáo, một cái người Thiên Chúa giáo, một cái người không có thích Phật, không có kính Pháp, không có tha thiết về cứu cánh giải thoát, mà họ chỉ vì muốn giảm stress rồi họ cũng đi vô thiền viện, họ thực tập, họ thực tập, hít vô biết thở vô, hít thở ra biết thở ra, làm gì biết cái nấy, chỉ mong để cho cái đầu nó giảm stress thôi, thì lúc đó cái kết quả mấy người này nó khác. Nếu mà có duyên lành ba la mật thì phải là cái giây phút nào mà họ có được đức tin kìa. Họ sẵn sàng, nó nói tin là chưa chưa chính xác, phải là lúc nào họ sẵn sàng á, niềm tin tam bảo thì lúc đó họ mới thể đắc chứng được nha. Còn nếu mà họ còn đang thực hành mà với một cái tình trạng chưa sẵn sàng để tin Phật thì họ không thể đắc chứng được, tôi khẳng định như vậy. Điều đó không có nghĩa là mình phải niệm Phật thì Phật mới cho mình đắc, không phải. Nhưng mà cái niềm tin mà đủ để đưa đến giải thoát phải là một cái niềm tin yêu cái thiện. Mà nếu mà mình đối với Phật mà thiếu cái lòng tôn kính, thiếu lòng tri ân, có nghĩa là mình chưa có yêu cái thiện lắm nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên ở đây á, Phật ở đây không phải phải là một cá nhân, một nhân vật lịch sử không, mà có trường hợp Phật mình phải hiểu đó là đại biểu, là tiêu biểu, là biểu tượng cho cái thiện nha. Cho nên cái người mà tha thiết với cái thiện, chán ghét cái ác thì tự nhiên sẽ thương Phật. Bởi vì sao? Vì cái này phải ghi, vì Phật á là cái biểu tượng cho cái gì ta, cho tha thứ, rồi cái gì nữa, yêu thương, rồi trách nhiệm không cực đoan, không ngoan cố, ngài là biểu tượng của cái sự khách quan, ngài là biểu tượng khách quan, thông suốt, không vướng kẹt, trong thành kiến, quan điểm cứng nhắc. Đó, Phật là vậy đó. Phật là biểu tượng cho sự tha thứ, yêu thương, trách nhiệm, không cực đoan, không ngoan cố. Ngài là biểu tượng của sự khách quan, của sự thông suốt, không có vướng kẹt ở trong cái thành kiến, trong cái quan điểm cứng nhắc, không có. Phải hiểu Phật như vậy đó nha. Thì một người tu tập định tập tứ niệm xứ với một cái nội tâm buông bỏ thật sự đó, thì mới thấy rằng, mới hiểu được, wow, cái người thầy mà dạy ra, nghĩ ra cái phương pháp này để dạy cho mình đó, phải là con người như thế này mới có thể đưa ra cái pháp môn tứ niệm xứ được. Cho nên ở đây tôi nãy giờ tôi làm giống như tôi mất thời gian của quý vị khi mà tôi nói rằng đó là tôi giải thích tại sao mà có chỗ nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất, mà ở đây chính ngài, chính Đức Phật ngài xác nhận rằng sáu cái pháp này cũng dẫn đến Niết Bàn, dẫn đến bằng cách là các đề mục này dẫn đến Niết Bàn, trong cái ý nghĩa là hỗ trợ cho cái pháp môn tứ niệm xứ, như tiền bạc hỗ trợ cho cơm bánh. Không có tiền bạc thì làm sao có cơm bánh nha. Các đề mục này nó dẫn đến giải Niết Bàn trong ý nghĩa là hỗ trợ, ý nghĩa là hỗ trợ. Rồi bây giờ tôi mới giải thích. Niệm Phật là sao? Sinh vào thanh tịnh đạo luận, đọc kỹ phần định chỗ nói về sáu tùy niệm để thấy xưa nay chỉ có 1% người Phật tử Việt Nam biết niệm Phật đúng cách. Đọc để thấy buồn á nha,
Xin vào Tâm Tịnh Đạo Luận, trong Google nha, trong Google nha, chứ không có cần phải mua tốn tiền lắm nha. Vào trong Google đánh cái chữ Thanh Tịnh Đạo Luận, đọc kỹ cái phần định ở trong bài Thanh Tịnh Đạo Luận, có 3 phần: phần giới, phần định và phần tuệ nha. Thì bà con là đọc dùm tôi cái phần định, mới lấy cái tay rà 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 rà, kéo rê 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 rê, rê con chuột kiếm cái chỗ mà sáu cái tùy niệm á ha. Mà đọc chi ta, đọc để thấy xưa nay chỉ có 1% Phật tử Việt Nam biết niệm Phật đúng cách thôi, cứ ăn rồi là cứ réo réo, Việt Nam mình là réo nha. Người Việt Nam á, chỉ biết réo tên, không phải niệm Phật. Nhớ chỗ này nha, chỉ biết réo thôi, cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, rồi Nam Mô Phật Chiến Đấu Thắng Phật gì tùm lum hết, toàn là niệm Phật, niệm Bồ Tát, toàn là réo tên không. Mà tôi thấy, tôi đọc, tôi coi YouTube mấy cái mà tôi gửi, tôi đọc tôi cũng buồn lắm. Tôi tiếc là có biết bao nhiêu cái đạo tràng ở trong nước và ngoài nước không có dạy giáo lý cho Phật tử nha, mà bày ra cái chuyện mà ngũ bách hồng danh, rồi cứ lạy cho 500 lạy, rồi 108 lạy, rồi mặc áo tràng. Nói về mặt tổ chức thì phải nói là trên cả tuyệt vời, nhưng về nội dung thôi cực kỳ đau lòng. Bao nhiêu người ấy, mà số người đó mà được học giáo lý đó thì cứ 100 người mà được chừng 20-30 người thôi, thì bữa nay Phật pháp Phật giáo Việt Nam nó mạnh cỡ nào. Còn đằng này là cứ vô là mặc áo tràng thọ Bồ Tát giới, rồi đọc kinh bái sám mà không thèm giải thích, chưa kể là tụng ba cái kinh tiếng Hán, rồi tụng chú đi đi ca đi ca lăng đa đi ca lăng đế gì đấy không hiểu, mà cứ suốt năm này cũng tháng kia, nó rất là uổng uổng vô cùng. Tôi nhìn những người Phật tử đó, tôi nhớ đến cái đám dân Bắc Triều Tiên đó, với cái sự trung thành của đám dân Bắc Triều Tiên cộng với cái sự mà gọi là hà khắc chuyên chế đó, mà nếu mà được hướng dẫn đúng mức á, thì Việt Nam ta nó từ 45 đến 75 cái miền Bắc đã không phải như vậy, và Bắc Triều Tiên đó từ năm 1952 tới bây giờ đã không như vậy. Tiếc thay, người ta đã tận dụng cái sự trung thành, cái sự cuồng tín, cái sự ngoan hiền của đám đông để rồi đưa tất cả vào một cái quỹ đạo mê lộ. Tôi phải nói một cách phũ phàng như vậy nha, một quỹ đạo mê lộ. Cho nên niệm Phật ở đây là gì? Niệm Phật là niệm rõ Thế Tôn là bậc A-la-hán. Tại sao là bậc A-la-hán? Là vì Ngài là bậc đáng cúng dường, Ngài là bậc đã lìa xa mọi phiền não. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác là vì sao? Là vì Ngài là người đã tự mình giác ngộ một cách đầy đủ. Chữ Samma đây là đầy đủ, Samma ở đây có nghĩa là đầy đủ, nha, là hoàn toàn. Có người dịch là chữ chánh, thật ra Samma là đầy đủ. Còn cái chữ Sambuddho có nghĩa là tự ngộ, tự ngộ, độc giác, cũng là Sambuddho, nhưng chỉ có toàn giác Phật tổ đó mới là Samma Sambuddho. Là sao ta? Là tự mình chứng ngộ hoàn toàn mọi thứ ở đời. Wow, đó, chánh đẳng giác là vậy đó. Phật độc giác là tự mình giác ngộ, trên không có thầy, dưới không có đệ tử. Cho nên Ngài chỉ được gọi là Sambuddho, là bậc tự ngộ, tự chứng thôi. Còn Phật chánh đẳng chánh giác, thêm chữ Samma đằng trước nữa, có nghĩa là triệt để, là rốt ráo, là hoàn toàn, là tuyệt đối, không sót, nha. Cho nên là cái Samma Sambuddho nghĩa là cũng tự ngộ, Sambuddho là tự ngộ tự chứng, nhưng mà lại thêm cái chữ Samma đằng trước, cái ghê, có nghĩa là không có sót một cái giống gì trên đời này mà Ngài không biết nha, nhớ cái đó. Cho nên cảm ơn cái giọt mưa cuối mùa này, nó phải niệm niệm A La Hán là sao, rồi Thế Tôn là sao. Thế Tôn là vị thành tựu tất cả cái phước lành và đức lành. Phát câu từ chữ Thế Tôn là Phát câu qua là người bậc hữu 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 hạnh nha, có nghĩa là cái trên đời này bất cứ một cái đức lành nào, bất cứ cái phước báo nào, đức lành nào, chư Phật cũng có đủ
nên gọi là phát cơ qua nha. Rồi sao nữa? Chữ Thế Tôn hoàn toàn không có được ý nghĩa của chữ phát cơ qua. Wow, của chữ phát cơ qua đó là cái bất hạnh của người Việt ta nha, cứ thấy phát cơ qua là mình bèn dịch là Thế Tôn. Nhưng mà thật ra cái câu này các vị chắc là phải xăm lên trán rồi đi hỏi tất cả ông thầy bà tướng gì trên đời này. Chữ Thế, tôi xác nhận chữ Thế Tôn hoàn toàn không có được ý nghĩa của chữ phát cơ qua, mặc dù là tất cả người Tàu, tất cả người Việt khi thấy chữ phát cơ qua là nghĩ đến chữ Thế Tôn, mà thấy chữ Thế Tôn là bèn nghĩ đến chữ phát cơ qua. Mà trong khi đó, đó cái chữ phát cơ qua có nghĩa là cái người, cái bậc gọi là cái chữ phát cơ qua là cái gì cũng có, từ chữ pha gá là phần, bậc hữu phần, phần gì ngày cũng có, cái nào mà tốt là ngày có hết, cái gì ngày cũng có phần hết. Cái chữ phát cơ qua pha gá là phần ha. Phát gá qua là người cái gì tốt nhất ngài cũng có phần. Cái chữ phát cơ qua là vậy đó. Đức lành nào ngài cũng có, mà phước lành nào ngài cũng có, mà có ở top, có ở đỉnh, có ở cái mức rốt ráo nhất, gọi là phát cơ qua nha. Cho nên trong tiếng Hán có một cái chữ dịch mà Việt Nam không biết, đó là cụ thoại đức giả, có nghĩa là người có đủ cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đó. Cái chữ này mới là dịch được chữ phát qua cụ thoại đức giả, có nghĩa là người có đủ hết tất cả cái gì tốt đẹp trên đời, hạnh lành và phước lành thì có hết. Thí dụ như nói ngài A Nan là đa văn, là trí nhớ tốt, ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ, ngài Muôn Quyền Liên là thiền định, ngài Si Bá Lý là tài lộc, lập lập lập, tất cả những vị này không có cái điểm nào mà hơn được Thế Tôn hết, nhớ nha. Rồi rồi thế gian giải là bất cứ cái gì của thế giới này ngài cũng biết. Chỉ thế giới được định nghĩa ở hai nghĩa cụ thể và trừu tượng. Cụ thể nghĩa là các cảnh giới. Thế giới này là các cảnh giới trời người khổ vui gom chung. Nhưng mà cái chữ thế giới hiểu theo cái nghĩa trừu tượng, có nghĩa là ở đâu có năm uẩn thì chỗ đó được gọi là thế giới nha. Ở đâu có nỗi khổ niềm đau, có buồn vui thiện ác thì ở đó được gọi là thế giới. Thì Đức Thế Tôn không có cái gì mà trong cái gọi là thế giới trừu tượng hay điển hình ấy mà ngài lại không biết, cho nên ngài được gọi là bậc thế gian giải, gọi là lu ca vi đu. Bữa nay mà tôi có tập trung mà tôi giảng cái này không đó là hết bài kinh rồi nha. Xin hỏi bà con, bây giờ bà con muốn tôi giảng rõ cái vụ mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hay là mình học lướt qua để cho bà con về tự xem? Alo, các vị tự xem hay là tôi phải nói? Dạ rồi, phải phải rõ ràng chứ thôi. Trong room tôi biết có nhiều người cũng nói ông này sao mà ông ham nói quá, tại sao ông không chịu lướt qua cho nó lẹ nha. Rồi. Thế gian giải, rồi vô thượng điều ngự có nghĩa là sao? Cái chỗ này bà con phải ghi nhớ, chỗ này không nói không được. Không nói cái chỗ này không được. Dứt khoát. Wow, có chỗ kể Anuttaro vô thượng sĩ là một hồng danh riêng, nghĩa là một, có nghĩa là một người không ai hơn được về bất cứ khía cạnh tốt đẹp nào, nhưng cũng có chỗ kể chung Anuttaro Bú Rí Sa Dhammasarathi, dịch chung là vô thượng điều ngự. Như vậy Anuttaro trong cái trường
Hợp hai này á chỉ là tỉnh từ adjective, nhớ nha, cái này phải ghi. Có chỗ thì kẻ notaro là vô thượng sĩ, là một hồng danh riêng, nghĩa là một người không ai hơn được về bất cứ khía cạnh tốt đẹp nào. Nhưng cũng có chỗ kể chung là anotaro purisadamasa thì có nghĩa là vô thượng điều ngữ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chữ điều ngữ đây là gì, chữ, chữ mà sarathi đây là sao ta, đâm má này tức là thiện nghệ, thiện xảo, được đào tạo tới nơi tới chốn, gọi là đâm má. Còn sarathi là người đánh xe hay là người điều khiển thú kéo 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 xe đó. Thì là mấy cái người mà đánh xe bò, xe ngựa, xe trâu, xe dê, xe chó. Biết người Việt Nam biết xe chó không ta? Ở trong mấy miền lạnh nó có cả xe chó nữa, chó xe mà chó nó kéo, rồi mấy con tuần lộc nó cũng kéo, mấy con tuần lộc nó kéo xe. Thì hãy nói chung là hễ mà xe chó kéo thì người ta khéo điều khiển mấy con chó, xe bò kéo thì người ta phải biết cách điều khiển bò, xe ngựa kéo thì biết biết điều khiển mấy con ngựa, xe sông mã, tứ mã hay là độc mã, miễn là biết hướng dẫn. Nói chung là người biết đánh xe nó chỉ là biết cái bản tính của con thú mình điều khiển thôi. Riêng Thế Tôn, riêng chư Phật thì hiểu rõ căn cơ của tất cả chúng sinh, không riêng cá nhân nào. Đó, cho nên mới được gọi là vô thượng đó. Thì quý vị trong room này có thể có người cũng muốn biết ý của tôi, muốn biết ý của tôi là tôi nghĩ sao khi mà tôi trưng dẫn ra cả hai trường hợp. Trường hợp một, vô thượng sĩ là một hồng danh riêng, và trường hợp hai thì chữ vô thượng sĩ là trở thành ra là trạng từ của cái điều ngữ trưởng ở tỉnh từ, chứ tỉnh từ của điều ngữ trưởng phu. Nếu vị hỏi tôi thì tôi riêng tôi là chữ TK nha, riêng Toại Khanh đấy, thì nghĩ rằng vô thượng sĩ là một hồng danh riêng. Vì xét theo văn phạm Pali thì nếu Anuttaro là tỉnh từ của Sarathi thì nó phải được chia thành Anuttara. Chữ ra này có dấu quyền ở trên. Chữ ra. Mới đi với y trong Sarathi được. Không biết ghi gì hiểu không ta? Vô thì, vì xét theo phạm Pali thì nếu Anuttaro là tỉnh từ của Sarathi thì nó phải được chia thành Anuttara mới đi với chữ y trong Sarathi được. Các vị viết bỏ dấu giùm được không? Anuttara, chữ ra đó, chữ ra, chữ ở đây tôi không có bỏ dấu, các vị bỏ chữ ra 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 dấu quyền, chữ a có dấu quyền trên đó. Nhớ nha. Cho nên nó là theo tôi đó thì nó phải là như vậy nha. Rồi thì tùy thôi, tùy 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 quý vị. Rồi bây giờ đó là tôi đã nói rồi, cái người đánh xe mà ở bên ngoài đời, trong đời thường, đời thực ấy, thì đánh xe bò là chỉ cần biết biết điều khiển con bò, đánh xe ngựa thì biết con ngựa, đánh xe chó, xe dê thì biết xe chó, xe dê thôi. Nhưng mà riêng Đức Chư Phật á thì cái này là biết rõ chúng sanh để ngài có thể điều khiển này không phải là như người điều khiển thú, điều khiển này có nghĩa là ngài có thể hướng dẫn người ta như cái cách mà người ta ngài hiểu về người ta. Nhớ cái đó, tức là vô thượng điều ngữ là vậy, tôi không ai hơn được ngài hết, không ai hơn được ngài về cái chuyện mà là dạy dỗ chúng sinh hữu duyên, phải thêm chữ hữu duyên nữa nha, chứ người vô duyên đó thì chỉ Phật không có làm gì được hết, nhớ nha. Đối với người vô duyên không có cái nền tảng, không có cái căn cơ giác ngộ vun bồi hàm dưỡng sẵn nhiều đời, thì chư Phật là chỉ có đại lấy mắt đại bi mà nhìn thôi, rồi thì đến tuổi niết bàn
Chứ còn chư Phật không có giúp gì được cho người đó hết. Nhớ nha, không giúp được gì cho người vô duyên. Vì sao? Vì nếu mà các ngài có thể làm được chuyện ấy thì hôm nay chúng ta đã lên tòa sen ngồi hết rồi. Nhớ giùm cái này nha. Và các vị hỏi hỏi là dựa vào đâu mà nói rằng chư Phật không thể độ người vô duyên, thì mình nói dựa vào mình nè, mình nhìn mình nè, đó, mình cũng cầu giải thoát mà tại sao bữa nay mình vẫn còn là phàm phu 100%, vẫn phải phiền não tràn trề, vẫn nỗi khổ niềm đau đầy ắp, là vì sao? Là vì bao nhiêu đời Phật ra đời, nó xuất hiện ở đời chúng ta mãi hoài là những kẻ vô duyên, nhưng mà cũng may là chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta gieo trồng một ít. Nhưng mà nói như vậy thôi, chứ còn cũng biết đâu, biết đâu chúng ta có một cái hạnh nguyện ghi gớm nào đó, cho nên gặp Phật nhiều đời mà không có đắc, mình không có đắc, để gì mai mốt mình thành cái thứ dữ dội mà mình không có biết được. Cho nên mình thấy người ta không đắc, thấy người ta đắc chậm mà mình đừng có chê, là bởi vì mình không có biết là mỗi người có cái tâm nguyện như thế nào thì chư Phật mới biết thôi nha. Ví dụ như trong kinh đó, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp cũng gặp Phật biết là bao nhiêu nhưng mà không có đắc. Là vì sao? Là vì cái hạnh nguyện của các vị này sẽ trở thành ra là đệ nhất này, đệ nhất kia. Cho nên khi mà chưa được cái đệ nhất thì gặp bao nhiêu Phật đi nữa thì các ngài cũng không có đắc được cái gì hết. Nhiều lắm là xuất gia rồi tu tập thiền định có thần thông rồi thuộc lòng tâm tạng rồi stop here, không có đi thêm nữa nha, không có đi thêm nữa. Mà cứ gieo duyên như vậy cho đến bao giờ đủ duyên gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi một vị thì trở thành đệ nhất này đệ nhất kia. Nhớ cái thời chỉ có trường hợp đó thôi, thì cũng có trường hợp là mình không đắc là bởi vì mình nguyện cái ghê gớm, nhưng mà đa phần là bây giờ mình còn đây là bởi vì nhiều đời mình là người vô duyên khi gặp chư Phật. Nó phải nói cho nó hết rồi. Vô thượng địa ngự thiên nhân sư là sao? Thiên nhân sư có nghĩa là ngài là thầy của ba cõi. Ba cõi đây là sao ta? Cõi vô sắc giới là chư Phật không có lên đó được, bởi trên đó đâu có hình dáng đâu mà các ngài lên nha. Nhưng mà sở dĩ được kêu ba cõi là có nghĩa là hàm ý thôi, hàm ý thầy ba cõi có nghĩa là chúng sanh ở cái trình độ nào, thuộc dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đều phải xem ngài là thầy. Thí dụ như ông những cái vị đạo sĩ mà đắc tới thiền vô sắc đi nữa thì họ vẫn phải hiểu rằng ta phải dựa vào Thế Tôn để mà ta giải thoát, chứ ta không thể ôm cái thiền vô sắc này mà ta đi về cõi vô sắc được. Nếu mà người đó đủ duyên họ phải hiểu như vậy nha. Cho nên cái chữ thiên nhân sư đây có nghĩa là ngài có thể làm thầy cho mọi trình độ. Ngài có thể gọi là làm thầy cho mọi trình độ. Chứ mình hiểu theo cái kiểu mà từ chương á, mình nghĩ ủa làm sao mà ngài có thể làm thầy cho mấy ông vô sắc được ta, làm sao ngài có thể làm thầy cho mấy ông vô tưởng được ta, thì ở đây mình hiểu ngầm á, thiên nhân sư đây có nghĩa là không bỏ sót cõi nào, có nghĩa cái cõi được thì mình hiểu là trình độ đó, trình độ nào đó, thì cái cảnh giới nào đi nữa thì ngài cũng có thể làm thầy họ được hết chứ. Không ai ngài nhìn mình không biết cái căn cơ sở tánh của họ, nhớ nha, đó là thiên nhân sư. Trong đời này là một ông thầy giỏi lắm đó, thì cũng chỉ là dạy cho một ít người trong một cái khuôn khổ, trong một cái bối cảnh hạn chế, trong một cái không gian, trong một cái điều kiện nào đó thôi. Nhưng mà riêng Thế Tôn thì chỉ cần hữu duyên thì sao ngày độ cũng được, ở đâu ngày độ cũng được. Thí dụ như bây giờ mình là một cái ông thầy giáo người Nhật Bổn, mình giỏi bằng trời đi, mà nếu mình không biết tiếng Anh thì mình dạy cho ngoại quốc sao được nha. Mà giàu cho mình biết tiếng Anh nhưng mà cái đứa mà nó muốn học với mình nó không biết tiếng Anh, nó không biết tiếng Nhật thì làm sao mình dạy trời, cũng khó nha. Nhưng mà Đức Phật thì không, ngài không có bị hạn chế bởi bất cứ một cái rào cản, một cái giới tuyến nào hết, cho nên ngài được gọi là thiên nhân sư nha. Rồi tiếp theo đó là Phật Thế Tôn, là chữ Phật ở đây đó, chữ Bút-thô ở đây đó, mình cứ niệm hoài niệm Bút-thô mà mình không có hiểu Bút-thô là gì. Bút-thô có hai nghĩa nha, là tỉnh dậy từ chiêm bao
từ cái giấc ngủ vô minh. À, cái nghĩa hai đó là hiểu biết bốn bốn gì ta, bốn thánh đế. Nhớ nha, cái chữ Buddho này có hai nghĩa. Nghĩa một á là thức dậy từ chiêm bao, tiếng Bali gọi là Kilesa Nidda Pucchati Buddho, là thức dậy từ giấc ngủ vô minh ha. Còn cái thứ hai gọi là Ariya Sajjani Pucchati Buddho, nhớ nha. Có nghĩa là đó, hai ghi về tôi hai câu này đi. Cái thứ nhất là Kile Sanada Puchati thì Buddho, Phật là cái người mà đã thức dậy từ cái giấc ngủ phiền não, giấc ngủ vô minh. Còn cái thứ hai đó là Ariya Sacha ni Puchati thì Buddho, có nghĩa là người hiểu được bốn đế thì gọi là Phật. Còn chữ Phật Qua thì Phật Thế Tôn, chữ Phật Qua đã giải thích rồi, có nghĩa là bất cứ cái gì mà hay ho tốt đẹp nhất trên đời này Thế Tôn đều có phần hết á. Cho nên được gọi là Thế Tôn, được gọi là Phát Qua, nhớ nha. Và tôi đã nói rồi, cái chữ Phát Qua đó nó có một cái nghĩa mà chữ Thế Tôn không thế nào mà lột tả đầy đủ nha. Rồi xong, đó là niệm Phật. Còn niệm pháp sao ta? Niệm pháp là như vậy, niệm Phật á là niệm theo bài Itipiso, niệm pháp á là niệm theo bài Swakato. Swakato niệm ý nghĩa của pháp bảo đó. Bây giờ tới niệm tăng ha. Niệm tăng là niệm theo bài Suppatipanno. Wow, mà tại sao phải theo mấy bài này mà không theo theo cái bài khác, tại sao kỳ vậy ta? Ba cái bài này nè là do chính Đức Phật dạy và đề nghị ta niệm tưởng. Mở một đơn vào Google nữa, xem kinh Tha Chắc Gá. Chứ không thôi các vị thắc mắc nữa, cái này ai ai à, ông giảng này là ông dựa vào đâu mà ông nói đã vậy ta? Đó, các vị có cái lợi vô cùng lợi khi các vị học với tôi, ở điểm là cứ các vị có quyền hỏi sư ơi, cái điều xin nói ở đâu vậy? Nếu mà các vị chưa kịp hỏi thì tôi bèn trích dẫn tại sao tôi nói như vậy nha. Thí dụ như tôi nói ba bài này là do chính Đức Phật dạy và đề nghị ta niệm tưởng là vì sao? Vì nội dung, rồi cái gì nữa, ý nghĩa. Ba cái bài này nè có đủ những cái khía cạnh quan trọng của ân đức Tam Bảo do chính Đức Phật thuyết giảng. Wow, chứ cái này không phải là do ai hết nha, là do chính Đức Phật thuyết giảng. Đặc biệt nha, ba cái bài này đó là do chính Đức Phật dạy và đề nghị ta niệm tưởng. Rồi cái tôi còn ghi thêm nữa, vào Google xem cái bài kinh Thất Chắc cái xuất tá, ở trong bài kinh đó nó có chính ngài ngài có nói rõ ba cái này, ba cái bài này, bài Itipiso. Vì sao vậy? Là vì ngài xét thấy rằng để nói về chư Phật chánh đẳng giác thì nói đến mấy cái này, nói đến bài Itipiso là đã tạm đủ. Nói đến cái ý nghĩa, nói đến cái giá trị, nói đến cái nội dung, nói đến tinh thần, nói đến lý tưởng của cái gọi là pháp bảo, là chân lý muôn đời. Nhưng mà chư Phật là những người phát hiện chứ không phải là những người gọi là chế biến ra nha. Thì để nói đến ân đức của Tam Bảo thì là chỉ có bài Swakato là ngắn gọn mà đầy đủ. Bài đó tôi đang sắp sửa giải thích đây. Rồi cái thứ ba, nó đến ân đức của thánh hiền ba đời đó, những vị đệ tử của chư Phật toàn giác đó,
thì phải nói rằng cái bài Subhanu tuy ngắn gọn nhưng mà cũng đủ chứ không phải thiếu nha. Chư Phật có cái điểm thế này, cần nói nhiều khi cần nói nhiều á thì chư Phật luôn nói đủ không nói dư, khi cần nói ít thì các ngài nói ngắn gọn không nói thiếu. Không, cái viết trong rung hiểu này không ta, cho nên trong kinh mới mới có cái chữ gọi là Kivalla Pari Punna, có nghĩa là đầy đủ không thiếu không dư. Có cái tiểu chữ Pali giúp thôi, cái bị thắc mắc không biết ông giảng này ông dựa cho đâu. Dạ thưa, là tôi nói có dựa vô cái chữ phạn đàng hoàng nè, mà các vị cứ vào Google đánh cái chữ kia quá lá Paripunna, coi trong Google nó nói với các vị là cái chữ này ở đâu ra thì biết liền nha. Chư Phật khi mà cần nói nhiều á thì các ngài luôn nói đủ chứ không có nói dư. Wow, mà khi cần nói ít á thì các ngài luôn nói ngắn gọn nhưng mà không có nói thiếu. Và sẵn ở đây tôi cũng xin bà con nhớ là câu của ông này, ông tên là ông này mà trong rung không biết thì đừng có sống nữa, ông tên là ông Albert Einstein. Ông Einstein ông nói như thế này, đơn giản thì tốt nhưng đơn giản quá thì không nên. Đơn giản là đủ mà gọn, đơn giản quá đó thì là thiếu thiếu thốn. Có hiểu này không ta? Đơn giản thì tốt, Einstein nói đơn giản thì tốt nhưng mà đơn giản quá thì không nên. Vì sao? Vì đơn giản là đủ mà gọn, còn đơn giản quá là thiếu thốn. Nhớ. Rồi cái chữ nhiều cũng vậy, nhiều là sao? Nhiều á là nó chỉ dừng lại ở đủ thì được, chứ còn nhiều đến cái mức là mà quá nhiều á nó thành ra dư. Nhớ nha, nhiều nhiều mà ở cái mức đủ thì ok, còn mà nhiều quá nó thành ra là dư. Rồi ít cũng vậy, ít đơn giản gọn có nghĩa là đủ mà không có dư, chứ còn hả nếu mà ít quá đó thì nó thành ra thiếu. Nhớ dùm cái này, mấy cái này nó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cứ có người cứ nói là sống mà thiếu điều kiện quá đâu có sống nổi, tu mà thiếu quá đâu có tu nổi, thế là họ chất đầy một phòng đầy một nhà. Cái vị nghe hiểu không ta? Thiếu mình nói tu tu chứ thiếu này thiếu kia sao tu, thế là chất đầy một nhà. Nhưng có kẻ thứ hai lại rơi vào một cực đoan khác. Wow, rơi vào một cực đoan tu là phải bỏ hết, anh bỏ riết cuối cùng không có đồ xài, bỏ hết cuối cùng không có đồ xài. Tới đây mình nên nên quay về với bài bài kinh gì ta, bài kinh bảy mồi, bảy mồi ở đâu, Trung Bộ. Về gì ta, về bốn cái bầy nai, tức bốn cái thái độ sống và tu. Wow, nhớ nha, sẵn ở đây tôi lạc đề, cái lạc đề này là rất nên lạc đề. Bây giờ các vị nghe này, cái bài kinh bảy mồi Đức Phật này nhắc đến bốn loại nai. Loại thứ nhất á, cái này tôi nhớ tôi giảng rồi, cái bầy nai một á thì ham mồi đến mức quên chết, quên chết luôn. Bầy hai đó, cái bầy nai thứ hai đó, sợ chết đến mức cực đoan nên thiếu ăn nghiêm trọng, rồi tìm mồi
trong cái sự bất cẩn, phải chăng cái bài ba đó, cái bài nay ba đó thì sao ta? Ăn mồi cẩn thận, ăn mồi cẩn thận có nghĩa là nó không có bị vô cái cực đoan của hai lần trước, ăn mồi cẩn thận, nhưng mà cái chỗ rút lui á vẫn còn nằm trong cái khu vực nguy hiểm. Wow, nguy hiểm, nhớ nha. Bài nay thứ tư á, ăn mồi khôn ngoan và rút lui chỗ thật sự an toàn, rút lui về chỗ thật sự an toàn, nhớ cái này quan trọng lắm nha, nhớ cái này đó. Thì tôi nói cái cực đoan, tôi đang nói chữ thiếu và chữ dư rồi, sẵn đó, tôi miên qua cái chuyện kia, tôi thấy cái nó quá quan trọng đi, nó quan trọng lắm. Bởi vì trong cái quyển mà chuyện phím này tu hai đó, là tôi cố ý tôi sẽ nhắc đến những cái chữ rất là kỳ, tôi sẽ bàn về cái chữ khổ vui thiếu đủ dư nước mắt nụ cười yêu ghét, mà trong cái tinh thần tu học á, nói chung là tôi cứ xé đại trang từ điển ra tôi viết thôi, chữ gì cũng là cái đề tài mình tu, chỉ cần cái chữ ăn đó mà mình ngồi mình nói ra, nó không biết bao nhiêu chuyện mà liên hệ đến chuyện tu hành giải thoát. Mặt ăn, mặt tắm rửa, tiểu tiện rửa mặt, kỳ cọ lao nhà quét dọn, tất thảy đều là đề tài, nó là những gợi ý cực lớn cực quan trọng về chuyện tu học và suy tư nha. Thì đây cũng vậy, cái hạng người thứ cái hạng mà thứ nhất á, là cho rằng tu mà thiếu quá làm sao tu, khi nghĩ như vậy nó mới tự cho phép mình tha về cho mày một núi đồ, đó là cực cực đoan một. Cái cực đoan đó, loại thứ nhất là sợ thiếu đó, còn cái trường hợp hai là sợ dư. Cái loại thứ nhất, cái trường hợp một sợ thiếu cho nên cái gì cũng tha về, trường hợp thứ hai vì sợ dư nên cái gì cũng bỏ đi, rồi cuối cùng thì sao, một ngày kia khi nhận ra cái mình bị thiếu nhiều quá bèn tha về, về trong thiếu kiểm soát. Wow, sau một thời gian dài bị thiếu đó bèn tha về trong sự thiếu kiểm soát, nhớ nha. Tôi biết có những người nổi hứng lên học hạnh ngày kề ca diếp, học hạnh ngày ba ao, học hạnh ngày chanh cha, đọc ba mớ ba mớ ba mớ, tha gọi là cái gì cũng liện hết không có giữ, bèn có một ngày kia mới phát hiện ra là thiếu cái ấm nấu nước, sống không nổi, tắm không có nước nóng tắm không nổi, đêm hôm nghe lạnh mà không có nước nóng uống chịu không nổi, bèn ra tha về cái nồi nước nóng. Rồi buồn ngủ thì chợt nhớ cái thở nào mình có cà phê nó cứu khổ hay lắm mà ta, tại sao mà bây giờ mình lại thiếu cà phê, bèn tha về cái máy pha cà phê. Rồi ngồi lâu đau lưng quá bèn tha về cái máy đấm lưng, rồi có cái tật bẩm sinh là hay lạnh bàn chân bèn tha về cái máy sưởi ấm. Cuối cùng tôi kính thưa quý vị, cái nhân vật mà đệ nhất tri túc mà tôi xích quỳ lạy mấy lần ấy đã tha về một lượng đồ cực lớn, mà chỉ vì có thuở nàng đã rơi vào cái tâm thái cực đoan thiếu kiểm soát, cho rằng tu là luyện, chính vì luyện mới tu, khi luyện hết nàng không còn đồ nàng xài, rồi trong cái cơn mà khát khao túng thiếu ấy nàng bèn tha về trong tình trạng thiếu kiểm soát. Còn nàng thứ hai thì vì sợ thiếu cho nên ngay từ đầu đã khiêng về nhà đầy đủ mọi thứ, bạn đi trong phòng của nàng mà không có đèn pin thì không té mới lạ. Cho nên cái chữ thiếu và chữ đủ và chữ dư ở trong đạo Phật nó lớn chuyện lắm chứ không phải là nhỏ đâu nha. Nó lớn chuyện lắm, chỉ cái chữ thiếu thôi là để mình ngồi suy tư 3 ngày 3 đêm, dư là sao, thiếu là sao, đủ là sao. Cho nên ông Einstein ông nói thế này, đơn giản được thì tốt nhưng nhớ đừng đơn giản quá. Bởi vì đơn giản mà ở cái nghĩa tích cực á, là đủ mà không dư, gọi là đơn giản. Còn nếu mà đơn giản quá đó, nó có cái chữ quá trong đây, nó thể thì nó thành ra là thiếu, nhớ nha, nhớ nha. Còn còn đủ cũng vậy, đủ có nghĩa là không có có thiếu, nhưng mà đủ mà thêm chữ quá đó thì nó thành ra là dư. Nhớ cái đó. Bởi cho nên tại sao mình trong đạo Phật mình kỵ cái chữ quá, bởi vì quá là cực đoan, mình không có quá. Mà nếu tôi không lầm á, hình như là từ khoa học cho đến văn học nghệ thuật cái gì cũng kỵ chữ quá hết á. Ở trong khoa học toán lý hóa đều kỵ cái chữ quá, bởi vì quá là gì, quá nghĩa là dư,
Trong khoa học là kỵ, mà trong nghệ thuật cũng kỵ cái chữ khóa, cả khoa học lẫn nghệ thuật. Bởi vì ông Rodin của Pháp, ông có nói thế này: đem về một khối đồng, một cục đá, bỏ đi cái thừa, à, phần còn lại là tác phẩm. Rất là hay. Tu hành là gì? Tu hành là một cái hành trình, à, điêu khắc, chứ không có cái gì cao siêu. Tôi nói quỵt tẹt ra như vậy, nói cho nó nhục, là tu hành chẳng có gì cao siêu, mà nó là một cái hành trình điêu khắc. Có nghĩa là tha về một cục đá, một khối đồng, một cục gỗ, rồi bỏ đi cái thừa. À, chứ còn các vị bỏ bỏ đến mức nào đó thôi nha. Ừ. Hai nhà điêu khắc, một ông thì ông làm ông khéo tay, ông kia hơi vụng, là nó chênh lệch cái chữ vụng và khéo, là nó chênh lệch nhau một chỗ, là cái ông không bỏ hết những chỗ thừa, à, cũng là một cái vụng, mà ông lại hơi quá tay trong cái chuyện mà ông bỏ bớt, có nghĩa là ông có một vài chỗ nên để lại thì ông lại lấy đi, cho nên ông thành ra là một chỗ thiếu. Ừ. Thiếu hay thừa đều là điểm đại kỵ ở trong nghệ thuật, nói gì là khoa học nha. À, thiếu hay thừa đó, à, đều là đại kỵ, à, đều là đại kỵ trong nghệ thuật, à, nói gì là khoa học, nói gì là khoa học, nói gì là khoa học nha. Khoa học là chính xác là đã đành, nhưng mà trong nghệ thuật cũng không được. Thấy một bài thơ mình tưởng là một bài thơ nó đơn giản, nhưng mà không, nó dư một chút thôi, nó dư chút thôi, nó thiếu một chút thì nó không còn là thần bút, nó không phải là thần bút nữa nha. Rồi, ok. Như vậy thì ân đức pháp là gì? Ân đức pháp là Soakato Bắc Bạch, giáo pháp Đức Thế Tôn, được Đức Tôn khéo thuyết giảng. Wow, khéo thuyết giảng là sao? Khéo thuyết nghĩa là chỉ ở mức cần và đủ thì gọi là khéo thuyết. Các vị có hiểu không ta? Chỉ ở mức cần và đủ. Có nghĩa là đối với A, B, C, F, ngài chỉ nói ngay chốc cái chỗ họ cần thôi. Thiếu không, thiếu lỏng được, mà dư là không được. Cái sự chuẩn xác của vị chánh đẳng giác, cái điểm độc đáo về chánh đẳng giác là cần và đủ. Cái chuyện gì cần nói, ngài mới nói, và không nói ít hơn cần thiết, mà cũng không nói nhiều hơn cần thiết. Cần và đủ thì đó gọi là khéo thuyết. À, thứ nhất là Soakato, là cái thứ hai là Sanditiko. Wow, Sanditiko có nghĩa là pháp phải được tự mình, à, nhận thức, không thể do vay mượn từ ai, kể cả chư Phật. Mình ngồi kế bên Đức Phật, mình không thể đắc đạo bằng cái sự gia trì, bằng cái sự gọi là hà hơi tiếp sức, có đó không? Ngài chỉ gợi ý thôi. Ngài chỉ gợi ý cho kẻ hữu duyên, không thể là kẻ vô duyên. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Chứ đừng có tưởng là ngài chắc thần thông phép màu phước báo đại bi gom hết những cái này lại ha. Đại bi ngài không ngay bằng, phước báo của ngài không ngay bằng, trí tuệ của ngài không ngay bằng, ngài gom ba này lại, ngài hà hơi tiếp sức cho cái người kế bên đắc quả một cái đùng. Không phải, chư Phật không thể làm chuyện đó, chư Phật không có khả năng làm chuyện đó. Bởi vì nếu mà các ngài có thể hà hơi tiếp sức theo cái nghĩa mà mình tưởng tượng đó, cho cả cái người vô duyên á, thiếu thiếu phước ba la mật ấy, mà các ngài có thể giúp cho họ chứng thánh ấy, thì nếu mà mình vì cao hứng mà mình tán thán như vậy, cũng có nghĩa là mình đang kín đáo phỉ báng chư Phật. Là vì sao? Vì nếu mà mình quá lời trong cái chuyện mà tán thán, vô tình là mình lộ ra một cái mâu thuẫn, đó là chư Phật thiếu từ bi. Bởi vì nếu mà chư Phật mà có đủ sức mà độ kẻ vô duyên đó, thì tại sao mà hôm nay đó là còn một lũ đau khổ ngồi ở đây? Các ngài nhìn sót, nhìn thiếu à? Hay là do hồi xưa mình quên réo, quên niệm rồi cho nên ngài không có nghe? Cái đó không phải nha. Chư Phật là phước báo vô lượng nha, từ bi vô lượng nha.
Nhưng mà có điều chư Phật không thể nào mà độ kẻ vô duyên, cho nên ở đây là cái khía cạnh đặc biệt của giáo pháp đầu tiên là khéo thuyết, có nghĩa là Phật pháp được chư Phật thuyết giảng một cách là viên mãn cụ túc, không thiếu không dư, luôn luôn chính xác ở cái mức cần và đủ. Thứ hai là cái nội dung đặc biệt của giáo pháp là chỉ có thể tự mình, chữ Samdhipthikho là sát, là xá, xá là xá cát, là tự mình, của mình, do mình, nhớ nha. Còn đích thí là thấy, đích thí là thấy, có nghĩa là giáo pháp này là phải tự tự mình thấy, không ai mà giác ngộ giùm ai, dù đó là cha ruột, mẹ ruột, con ruột, lung tung ruột, thì không có cái ruột nào mà giúp cho cái ruột nào nếu mà cái ruột khúc ruột kia không có duyên nha. Gọi là Samdhipthikho. Akaliko ở đây là sao? Akaliko đây là vượt ngoài cái thời gian tính, vượt ngoài thời gian tính, nghĩa là cái cứu cánh cao nhất của chánh pháp là sự chứng ngộ thánh trí. Thánh đạo vừa xuất hiện thì cái thánh trí lập tức, thánh quả chứ quên, thánh đạo xuất hiện thì cái thánh thánh đạo xuất hiện thì thánh quả lập tức có mặt. Rồi cái gì nữa? Thánh đạo có mặt thì tà đạo lập tức vắng mặt. Tùy tầng thánh nào mà bỏ được bao nhiêu cái tà đạo, biết hiểu không ta? Thánh đạo có mặt thì ngay lập tức vấn đề tái sanh cũng được giải quyết. Tùy tầng thánh. Thứ hai, chỉ cần một sát na thánh đạo thì toàn bộ dòng luân hồi bị đình chỉ lập tức. Ở cái tầng sơ đạo á thì cái dòng luân hồi còn lăn bánh thêm một ít mới dừng hẳn ở vàng vàng. Nhưng mà khi tâm mà tứ đạo xuất hiện ấy, ngay trong một sát na đó thì toàn bộ dòng luân hồi xưa nay bị cắt đứt triệt để, đó gọi là vượt thời gian này vậy đó. Đó Akaliko có nghĩa là ngay khi cái nãy giờ tôi chịu khó tôi ghi đó nha, bây giờ tôi giảng bằng miệng nè, có nghĩa là ngay khi mà cái tâm sơ đạo tu đầu quần á, mà nó vừa xuất hiện á, thì sao ta là tâm thánh quả lập tức có mặt. Cái chuyện này ai cũng biết rồi, nhưng mà nó còn có chuyện khác còn đặc biệt nữa, là ngay khi cái sát na đó, phàn tôi dừng lại chút, trong rung nó có nhiều bà con cũng chẳng biết sát na là cái giống gì, ở đây tôi nói luôn, sát na là một cái đơn vị tâm lý, một cái đơn vị tâm lý mà mình xét về mặt sự kiện hay là mặt thời gian thì được hết nha. Một điều thuộc cái sự, một cái điều kiện, một cái đơn vị mình tạm ví dụ giống như một cái toa tàu á, trong một đoàn tàu đi, một toa tàu trong một đoàn tàu, sát na nó giống như vậy. Trong theo trong giáo lý A Tỳ Đàm đó thì trong một cái khoảnh khắc mình nhìn thấy cái hoa ha,
Thì từ cái lúc mà mình biết đây là mình, những con mắt mình nó chụp hình rồi nó chuyển vào bên trong, mình biết đây là hoa hồng chứ không phải là hoa gì khác, biết rõ nó màu đỏ, biết rõ nó đang nở chứ không phải là nó đang héo ha. À, biết rõ nó là màu đỏ, biết rõ nó tên gì, à biết rõ nó tên gì, rồi bước tiếp theo là mình thích hay là ghét, rồi mình nhớ đến bao nhiêu kỷ niệm. Tất cả những cái đó đó nó có thể diễn ra trong thời gian vật lý đó là khoảng 1 phút, 1 phút thôi, tức là mình vừa liếc thấy bông hồng đó, là mình biết nó là bông hồng chứ không phải là bông gì khác, biết nó màu đỏ chứ không phải là màu khác rồi. Và mình vừa nhìn nó là mình lập tức tức mình băn khoăn mùa nắng hạ liền. À, mình vừa nhìn được trong 1 phút thôi là mình chợt nhớ sáng nay là mình vừa từ tặng hồng cho ai đó ở phi trường ở sân ga, trong vòng 1 phút rồi vừa liếc thấy nó là mình nhớ liền nha, nhớ liền nhớ liền nhớ liền rồi. Đó là nói theo theo cái kiểu của người không học Atidàm. Vô trong Atidàm thì giải thích thế này: từ lúc mà anh thấy cái hoa đó, anh biết nó là hoa hồng, biết nó là màu đỏ và nó gợi ý cho anh một cái hồi tưởng nào đó trong quá khứ gần hay quá khứ xa về một sự kiện buồn hay vui nào đó. Ừ. Thì trong cái khoảnh khắc 1 phút vật lý ấy của đồng hồ ấy thì nó đã là sự diễn ra của hàng tỷ sát na tâm. Nhớ nha, hàng tỷ, tỷ là chính con số 0 ấy, nha. Thì ở đây ai trong room ấy mà lần đầu mà nghe giảng cái này có lẽ hơi giật mình hoặc là có lẽ là cười nhếch mép, nghĩ rằng nó cái đạo gì mà nói chi tiết như vậy, có thật không đó cha nha. Thì ở trong Atidàm giải thích hàng tỷ từ chính số không, có nghĩa là từ lúc mà anh thấy cái vật đó mà anh biết cái vật đó là hoa chứ không phải là trái, không phải là củ là rễ là lá ha, anh biết là hoa mà hoa gì màu gì, và nó dẫn cái tâm tưởng của anh nó về một cái cõi miền hồi ức, thương ghét buồn vui gì đó, thì chỉ trong 1 giây đồng hồ, 1 phút đồng hồ đó nó lên tới hàng tỷ sát na tâm, nó nhanh như vậy đó. Nó nhanh lắm. À, mà chính mà vì vậy cho nên là mình không học đạo mình mới thấy có cái tôi, nhưng mà học đạo rồi mình thấy là cái gọi là A B C F, thằng Tý thằng Tèo con Lan con Hương con Đào con Cúc con Yến con Trúc chỉ là tên gọi cho một cái dòng chảy liên tục miên viễn không có điểm dừng. Lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, luôn luôn tiếp nối nhau. Cái ông Heraclit của Hy Lạp ông nói chúng ta không thể nào bước xuống 2 lần trên cùng một chỗ của dòng nước. Và kỳ lạ thay, kỳ lạ thay là cái cách nghĩ đó của ổng là rất ăn khớp với tinh thần vô ngã và tinh thần duyên khởi của Phật giáo Nguyên Thủy. Có nghĩa là cái con người mà mình nhìn thấy rồi mình thương yêu, rồi lát sau đó mình ra mình nói chuyện, nó thành ra là tới mấy trăm ngàn con người chứ không phải là một nữa. Nói gì là cái kẻ mà mình quen ở ngoài phố rồi sau đó hẹn hò rồi cuối cùng cưới, là coi như mình thương một người mà mình cưới một người khác sau khi cái người cũ đã chết, đã sống rất là nhiều lần qua những cái trường đoạn tâm tư, qua bao nhiêu là khúc quanh, bao nhiêu là lối rẽ thiện ác buồn vui, để rồi ta tha ta cõng cái tên nó về ở chung giường chung chiếu chung phòng với mình, mà mình không hề ngờ rằng cái đó thực ra là nó đã xâm ngữ qua bao nhiêu trường đoạn tâm lý. Nhớ nha. Ừ. Cho nên ấy, ở đây được gọi là Akaliko, có nghĩa là chỉ ngay trong một cái tích tắc vị đó thấy rằng mọi thứ ở đời là khổ, nên đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, muốn hết khổ thì đừng đam mê trong khổ nữa, nhận thức như vậy chính là con đường thoát khổ. Thì ngay trong cái tích tắc mà nhận thức như vậy, nếu mà chúng ta đặt sơ quả thì chúng ta coi như tối đa chỉ còn lại 7 lần đầu thai nha. Còn nếu mà nhận thức như vậy ở một cái mức độ rốt ráo hơn á, thì chúng ta chứng sơ đạo thì chúng ta chỉ còn có 2 lần trở lại cõi dục. À, xin lỗi, chỉ cần có còn có 1 lần trở lại cõi dục. Còn nếu mà cũng nhận thức đó mà ở cái mức rốt ráo hơn nữa đó thì chúng ta không còn trở lại cõi dục mà chúng ta chỉ còn có thể sanh về cõi sắc giới và niết bàn luôn ở đó. Còn nếu mà cũng nhận thức đó, nhận thức mọi thứ là khổ, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, muốn hết khổ đừng đam mê trong khổ nữa,
nhận thức đầy đủ ba điều này gọi là con đường thoát khổ, thì cũng có những cái câu thần chú ngắn đó thôi, nhưng mà ở mức rốt ráo nhất thì chúng ta chứng la hán, mà cái quả vị la hán nó chỉ là một sát na thôi, có nghĩa là nếu xét về thời gian vật lý nó chỉ là một phần tỷ của một phút đồng hồ, thưa quý vị nha. Mà ngay khi mà cái sát na nó xuất hiện rồi đó thì sao ta, lập tức cái dòng chảy luân hồi mấy triệu tỷ tỷ ngàn đại kiếp kết thúc ngay đây, không đi nữa. Và có một lần Đức Phật ngài nhặt lên một cái hòn sỏi, ngài hỏi Chư Tăng: này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào nếu giả định trước mặt Như Lai có bảy cái hòn sỏi nhỏ tí ti cỡ này nè, thì bảy hòn sỏi đó xét về kích thước trọng lượng nó có thể so với cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hay không? Thì Chư Tăng nói: bạch Thế Tôn, không thể nào ạ. Vì bảy cái hòn sỏi nhỏ xíu đó nó chẳng là bao nhiêu so với một khối đá, nói gì là một cái dãy núi mấy nghìn cây số. Nói theo ngày xưa nó là 3.000 do tuần, trong kinh nó đó là 3.000 do tuần, là đơn vị đo đạc chiều dài của Ấn Độ xưa nhé. Nguyên cái dãy mà núi tuyết đó là 3.000 do tuần, thì bạch Thế Tôn là không thể so được. Đức Phật dạy cũng vậy, này các tỳ kheo, cái vấn đề tồn đọng mà vị tu đầu quần phải giải quyết, phải vượt qua, phải kết thúc đó, thì nó chỉ là bảy kiếp tái sanh, nó chỉ là bảy cái hòn sỏi so với một cái chiều dài sanh tử đằng đẵng, ngồn ngộn vấn đề. Có nghĩa là chỉ còn là kiếp tái sanh thì vị này coi như chỉ còn lại có bảy hòn sỏi để mà giải quyết, để mà dứt điểm thôi. Cái vấn đề vị này phải lo đấy, nó chỉ là bảy hòn sỏi thôi, mà cái chuyện mà vị này đã gọi là giải quyết xong xuôi, phủi tay đứng dậy đó, thì nó là cả núi vấn đề, là cả một dãy núi vấn đề. Cho nên từ cái chỗ chỉ một sát na tâm thôi mà nó giải quyết được chừng ấy việc, cho nên cái cứu cánh tinh thần giải thoát của chánh pháp ấy được gọi là Akaliko, có nghĩa là vượt ngoài thời gian nha. Rồi tiếp theo Sanhedrin Ehi Pasiko, wow, cái này mới ghê. Đây là một cái đặc điểm nữa của giáo pháp Ehi Pasiko, có nghĩa là thách thức mọi thử nghiệm. Có nghĩa là sao? Ê hí có nghĩa là cái chữ này nó có nghĩa, nếu mà dịch sát nghe nó kỳ lắm, có ngon thì tới đây coi. Cái chữ ê hí pasico nó dịch vậy, nó ê hí là coi, là tới đây nè, pasico là coi nhìn, ê hí pasico là có ngon, có nghi ngờ thì tới đây coi cho rõ, banh con mắt ra nha, banh cái con mắt, xài cái đèn 1.000 W coi cho nó đã đi con nha. Thì cái chữ ê hí pasico tôi dịch là thử thách, thách thức một thử nghiệm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có lòng hoang mang về giáo pháp, ngang hoang mang về cái đường lối hành trì, thì hãy tự hỏi lòng đi nha, giáo pháp này được Thế Tôn mà thuyết giảng với mục đích gì? Để thoát khổ. Ngài đã từng dạy rằng trong mấy mươi năm hoằng đạo, ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, vạch rõ cho chúng sanh thấy cái gì là khổ và con đường thoát khổ. Nếu mà như vậy đó mà mình có lòng nghi ngờ thôi, thì mình hãy ngồi xuống nhắm mắt lại, sống chánh niệm một tí ti xem nó ra làm sao. Chứ còn mình bỏ ra một tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm để mình nghi ngờ, mình hoang mang, mình dùng cái lý luận ba xu bốn gắt năm hào để mình đánh giá đó, mình nhận xét Phật pháp đó, thì nó tào lao lắm, rồi cái đầu của mình nó là đầu bư, mình không có làm gì đó. Có ngon thì ngồi xuống để mà thực nghiệm, xem cái đời sống chánh niệm ấy nó là cái gì, tại sao nó đơn giản như vậy mà nó lại là con đường thoát khổ, sao kỳ vậy? Tại sao mình xỉa răng biết là xỉa răng, móc mũi biết là móc mũi, tại sao mình tiểu tiện, tắm rửa, ăn uống, nói cười, buồn vui, thiện ác, cứ mỗi khoảnh khắc suy tư và hành động lớn bé thảy đều được ghi nhận bằng chánh niệm, chỉ đơn giản thế thôi mà sao được gọi là con đường giải thoát? Thì anh ngồi xuống đi, anh ngồi anh thử đi, chứ còn mà chúng tôi cứ ngồi mà ru anh như ru trẻ đó thì tới già anh cũng không có hiểu đâu nha. Cho nên cái đạo này là nó kỵ cái chuyện mà gọi là coi như là niềm tin suông, bởi vì là chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ tin suông do niềm tin suông mà đến, thì mai này cũng vì một cái niềm tin suông nào đó mà bỏ đạo mà đi nha. Nên cái đạo này gọi là đạo thách thức mọi thử nghiệm, Ehipasiko, có nghĩa là có cái gì mà anh thắc mắc thì nó có đủ cái cơ sở để anh tìm hiểu,
Phải nói đạo Phật có đạo Phật giáo Nguyên Thủy kinh điển Pali có một điểm mà tôi tự cho là cái đặc điểm độc đáo, đó là không theo chỗ tôi được biết nha, chúng tôi phải nói theo chỗ tôi được biết thì không có một hệ thống giáo lý, không hệ thống tư tưởng nào mà nó chặt chẽ mà nó lại là nhất quán được như vậy. Có nghĩa là cái chỗ này nó không có chống trái, nó không có mâu thuẫn, nó không có đối lập, nó không có cái mà lấn cấn lợn cận với cái chỗ khác nha. Nói mà là chỗ này nói đằng mày kia, nói nẻo trống đánh xuôi mày càng thổi ngược nha, là không có. Ở đây là nếu mà mình thấy có cái trục trặc vậy đó, mình tự xét coi mình hiểu có tới chưa, hoặc là cái tài liệu mình xem nó có phải là có vấn đề hay không nha. Cho nên cái PsyCo là thách thức mọi thử nghiệm, có nghĩa là anh muốn thắc mắc anh phải bỏ ra một chút thời gian, anh phải sống chết với nó. Tiếp theo đó là Upanayiko. Upanayiko có nghĩa là hướng thượng, có nghĩa là có một lần đó bà Gotami là dì ruột của Thế Tôn, lúc đó bà là một vị La Hán mà đã là một vị tỳ kheo ni, đến lạy Phật, bà nói Thế Bạch Thế Tôn, mai này Thế Tôn không còn nữa thì cái đàn hậu tấn ý, họ sẽ có không ít người hoang mang nghi hoặc ngờ vực, vì ai cũng nhận đây là Phật ngôn, đây là lời Phật dạy, thì cái đàn hậu tấn sẽ dựa vào đâu mà có thể kiểm định xác tín, đâu là pháp nhũ Phật thân, đâu là lời dạy thứ thiệt của Thế Tôn. Thì Đức Phật này dạy rằng cái pháp môn nào mà hội đủ 8 điều kiện sau đây thì đó chính là Phật dạy. Một là càng hành trì càng tinh tấn, càng hành trì càng thích độc cư, càng chán sợ đám đông, càng hành trì càng trí tuệ, càng hành trì càng dễ nuôi. Dễ nuôi chứ không phải dễ ngươi nha, dễ nuôi có nghĩa là không có cầu kỳ đòi hỏi. Càng hành trì càng an lạc, càng hành trì càng trí tuệ nha. Đó. Trí tuệ ha. Rồi tinh tấn ha. Độc cư ha. Dễ nuôi ha. Đó. Rồi an lạc ha. À, thì đó là những khía cạnh là đặc điểm, những tiêu chuẩn cần có, phải có ở một cái bài nói, một câu nói, một đoạn văn, một đoạn kinh nha. Còn càng theo mà trí tuệ rồi tinh tấn rồi độc cư rồi dễ nuôi rồi an lạc mà nó không có, đó là phải xét lại. Các vị cho phép tôi nghe nói cái câu rất dễ bị chém sau đây. Rất nhiều người đã đem cả một trái tim trong sáng, một cái tấm lòng phải nói không chế vào đâu được, đi vào thờ một ông thầy hay bà thầy cạo đầu mặc áo tu mà cả đời mấy chục năm chỉ biết đi làm rẫy làm ruộng, chỉ biết ngày hai buổi công phu được thầy luyện vô mặt một cái cuốn kinh mà toàn là bái sám, toàn là một cái nội dung mà bản thân mình không hiểu, mà tu mấy chục năm như vậy, có những buổi chiều từ trên núi cao nhìn xuống phố mà lòng cứ tự hỏi về hay ở hả ta, ở đây là ở với cái gì mà về đó là trở lui với cái cõi mà mình một thời nó chán sợ. Tôi biết trường hợp này nhiều lắm vì tôi là thầy chùa, tôi có nhiều cái cơ hội để tôi nghe nhiều sư cô á, nhiều thầy á đã tâm sự như vậy. À, tôi nói hơi rõ rõ một chút mà không nói cụ thể lắm, đó là một bà sư cô ở Vĩnh Long ấy, bà kể tôi nghe là đi tu với thầy 7 năm trời chỉ biết làm ruộng thôi quý vị, mà đôi khi ở nhà mình là ruộng đó, mình đã ngán ra tới óc rồi, đi vào là sư cô cứ lại găng cái võng đưa kẻo kẹt vậy đó, tới mùa lúa bán lúa xong sư cô sư phụ nằm ì ra đó, xè tay lấy tiền bán lúa nhét vào túi rồi bắt đầu chỉ đạo bảo ban cho cái là vụ mùa mới, mà suốt bao nhiêu năm trời đầu trọc mặc áo tu mà chỉ có chừng đó thôi thì không gọi là Upanayiko. Vì gọi là Upanayiko có nghĩa là một cái hành trình nhận thức và hành trì mà qua đó theo thời gian, theo cái dòng chảy của năm tháng và tuổi tác chúng ta ngày một đi lên. Người ta đại căn đại duyên thì một sớm một chiều đắc một cái rẹt lên thẳng cõi niết bàn chết ngất tòa sen ngất ngưỡng. Còn không thì mình cũng là năm dài tháng rộng thì càng tu á, nào não phiền phải mòn nó mỏng dần, có đâu mà càng tu á, cái mà cần bỏ thì nó dày mà cái cần có thì nó mỏng đi nha.
Cho nên nó gọi là ô bánh á gì cô, có nghĩa là cái con đường mà đã bước vào rồi, chỉ cần có nhận thức thôi, chỉ có một cái nhận thức chín chắn đầy đủ về nó là mình đã thăng hoa, đã bốc hơi lên một cái cảnh giới khác, một cái tầm cao, một cái chiều cao mới, an lạc hơn, sáng sủa hơn. À, mà nếu mà đủ duyên mà đắc chứng thì có như vĩnh viễn lìa bỏ cái cõi hồng trần sanh tử trầm luân này, nó gọi là ô bánh gì cô, lìa bỏ cái con người cũ nha. Cái ô bánh gì cô là lìa bỏ cái con người cũ. À, nên bên đây cô bách chất tăng về đi tập bồ vinh nhu hỷ, cái khía cạnh bách chất tăng về đi tập bồ vinh nhu hỷ có nghĩa là cái chánh pháp đó. À, chánh pháp à, chỉ nhận thức bởi người hiền trí, tức kẻ chịu nhìn lại mọi định kiến. Tức là kẻ chịu nhìn lại mọi định kiến có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước khi, đang khi mà mình biết Phật pháp, vốn dĩ trong cái đầu bư của phàm phu mình đó, mình có biết bao nhiêu là biên kiến, định kiến và thành kiến về bao nhiêu là vấn đề trong cái thế giới này, về văn hóa, nghệ thuật, đạo đức, xã hội, tín ngưỡng, tâm lý, triết học, lập 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 lập. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi thì mình nên làm gọn lại vấn đề, thu gọn lại cái cảnh giới mà rong ruổi là sao? Có nghĩa mình chỉ nhớ một chuyện thôi: khôn cho lắm cũng chết, mà ngu cho lắm cũng chết, sướng khổ cho lắm cũng chết, thiện ác cho lắm cũng chết. Nếu như vậy đó thì trong mấy chục năm này đó, mình có nên dành ít thời gian cho những câu hỏi sau đây: tôi là ai trong cuộc đời này, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi phải làm gì? Cái người mà biết trăn trở như vậy đó thì mới có nhu cầu đến với chánh pháp. Còn không á, mà cứ nghĩ đến cái chuyện mà chết rồi đó là sanh về cõi này cõi kia, còn không nữa thì ngay bây giờ là lạy Phật cúng Phật á, là mong cho được mua may bán đắt, may mắn trong tình duyên gia đạo, bla 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 bla. Thì với cái não trạng đó đó thì đừng có hòng mà tìm được một cái nhận thức nhẹ đúng đắn, và cần có nhận thức, cần có đối với cái lời dạy của chư Phật. Vì sao? Vì các ngài một đời hoằng hóa độ sinh chỉ nói đến hai chuyện thôi, đó là ngài vạch cho mình thấy, vạch rõ cho mình thấy cái gì là cuộc đời, đời là bằng khổ và khổ bằng cuộc đời, không có gì ngoài ra. Thứ nhất là nói về cái khổ, cái bản chất của đời sống, và cái thứ hai là ngài nói cho mình biết cái con đường để mình đi ra khỏi nó. Cả đời của ngài nó từ năm 35 tuổi đến năm 80, ngài chỉ có làm hai việc thôi. Một là ngài cho mình biết mình đang là ai, mình đang có mặt trong một cái cõi đời như thế nào đấy. Và cái điều thứ hai ngài dạy đó là nếu con muốn thì đây là con đường để con ra khỏi cái cuộc đời này. Cái cuộc đời mà hạnh phúc là do ảo giác, mà đau khổ là do hiểu lầm, thì con nghĩ sao? Một cái thế giới mà chỉ có gia tài, nó chỉ có hạnh phúc và đau khổ, mà một cái là do ảo giác, một cái do hiểu lầm, thì con nghĩ mình có nên đi không con? Thì cả đời này ngày 45 năm ấy ngài chỉ dạy cái chừng đó thôi, mà phải có nhận thức đó đó thì mình mới thể đến với đạo được. Cho nên cái đặc điểm thứ sáu của chánh pháp là cái đạo này chỉ dành cho có người hiền trí thôi, chứ còn cái kẻ mà sống trong cái máu lệ mà còn đi tìm một cái chỗ nương trong cái cõi phù du đó, thì cái này là cái người chưa 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 đến lúc mà gọi là gõ cửa không môn nha, chưa đủ. Mà phải có một lúc anh biết thao thức, phải biết trăn trở, anh phải tự giằng xé với những câu hỏi mà tôi đề nghị: mình là ai vậy ta, ở đâu mình tới vậy ta, mà trong cái cõi bao la này mình chết rồi mình đi về đâu, và bây giờ ngay bây giờ với cái khoảng thời gian còn mình nên làm gì, sống gì, mình nên suy tư cái kiểu gì ta, chứ không lẽ giờ cứ đói ăn khát uống rồi còn trẻ rồi đi bán tuổi trẻ lấy tiền, tới già lấy tiền mua tuổi trẻ, cái kiểu sống như vậy thấy nó sao vậy ta. Rồi tự nhiên lăn đùng ra đứa khôn, đứa ngu, đứa sướng, đứa khổ chung xuống cái lỗ có thước mấy đó, rồi nằm nó ngáp ngáp vậy, rồi cái lạnh ngắt, rồi chờ nó mục nó rã vậy hả ta. Đó, cái người trí phải biết suy nghĩ cái đó.
À, tôi nhớ tôi đề nghị các vị muốn đọc bao nhiêu danh ngôn, nhưng mà có cái ông mà Steve Jobs của gì ta, của cái ông tổ Apple đó nha. Cái lời mà lời là lời là tâm sự cận tử của ổng đó nha. À, thì các vị đọc giùm cái đó vị mới thấy thấm. Ông nói tôi có trong tay bao nhiêu thứ mà hàng tỷ người mơ ước, từ kiến thức, danh tiếng, tiền bạc. À, rồi đến bây giờ mà nằm nghe cái máy mà dưỡng khí, cái máy mà oxygen mà nó chạy khè khè đó, tôi mới bỗng nhận ra, tôi bỗng nhận ra cái ý nghĩa đằng sau của cái cuộc đời này. Thì ra những thứ mà tôi có đến bây giờ nó có cái thứ gì mà nó giúp được tôi đâu nha, ngoài ra là cái nhận thức tí ti của tôi về lẽ sống và sự chết. Bây giờ ông nằm ông nghe cái máy mà cái men nó máy dưỡng khí nó dạy cả e đó, ông mới thấm nha. Cho nên lát nữa vào trong chuyện kiều đó, trong năm nào có người ta cái gì không biết thì tra Google đánh giùm tôi cái lời tâm sự cận tử của Steven Jobs, hoặc là lời cận tử lúc sắp chết của Steven Jobs, thì mất vị mới nghiệm ra. Hoặc là trong cái Facebook của tôi có trích đăng một cái bài lá thư của một cái cô gái người Mỹ hay người Anh, tôi quên mất rồi, 27 tuổi bị cancer, bị ung thư chết. Thì trước khi cũng chết cũng phán nhiều cái câu mà coi như là thứ thiệt đó, chứ không phải là đạo đức giả, cái thứ mà lên mặt dạy đời, cái thứ mà gọi là giả vờ mà mình thấy nhan nhản ở trên internet, nhất là trong Facebook. Em nào lên đó cũng đăng toàn là nội dung tu hành á, nó thấy sao nó nổi da gà quá đi. Nhưng mà các bà này thứ thiệt á, bà này là cancer mà thứ thiệt đó, bà này là bà coi như là tâm sự, gọi là dốc lòng móc ruột ra mà nói. Bảo bảo quăng nên nhiều cái câu rất là tới nha, rất là tới, thì vào trong đó mình mới thấy cái thế nào gọi là bất chấp tăng về được táp bồ vì nhiều hiền, có nghĩa là cái đạo này là cái đạo chỉ dành cho cái người hiền trí. Hiền trí là gì? Hiền trí là cái người biết nhìn lại mọi định, mọi thành kiến, mọi biên kiến, tức là biết nhìn lại những cái lối mòn mà cái đôi chân gầy ruột của mình đã từng đi qua nha. Gầy ruột rồi bây giờ là ân đức tăng là sao ta? Ê, ân đức tăng niệm theo bài Suppatipanno. Wow, Suppatipanno. Cái bài này tôi giảng tại bà con đề nghị tôi giảng cho vui vậy thôi, chứ bà con đi vào ở trong cái gì ta, cái trong 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 tha thâm tịnh đạo luận cái nãy đã ghi rồi, thâm tịnh đạo luận cái phần định mở cái chương mà gọi là giảng về sáu tùy niệm nha, giảng chỉ sáu tùy niệm ấy, thì ở đó là bà con sẽ thấy tới hơn. Đây tôi giảng sơ sơ làm nền thôi, cho những đặc biệt là cho những người không có điều kiện, không có hứng thú để mà đọc, mà thích nghe thôi nha. Thì ân đức tăng á, là gồm có mấy điều sau đây, đó là Subhanahu Wataala chư tăng là gồm là những vị đi theo thiện đạo là đường đúng không? Rồi trực đạo là đường thẳng, chánh đạo là đường đúng không? Đó. Thiện đạo là cái đường 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 đúng, có nghĩa là cái con đường mà dẫn đến cái chữ xú ở đây nghĩa là tốt, cái con đường mà dẫn đến hạnh an lạc đời này đời sau, cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử, thì cái đó gọi là thiện đạo nha. Còn trực đạo là sao? Là con đường không có thiên lệch, không có thiên lệch, không có thiên lệch, và bên khổ hạnh hay là lợi dưỡng, có nghĩa là không có lọt vào trong một cái thành kiến định kiến, mà cái gì đúng thì thôi nha. Cái Việt Nam mà có cái câu cái gì đúng thì thôi, nhiều người Việt Nam á khoái nói câu này lắm, mà không có hiểu cái câu này. Cái câu này là toàn bộ Phật pháp nằm hết trong cái câu này, mà trong khi người Việt Nam mà lấy câu này này để về đi đi tám thì nó dốc, sắp chửi người ta cái săn quần chống nạnh mà chống bằng cái mu bàn tay đó, tại vì hai bàn tay nó hay dơ, trên phụ nữ họ ít gì họ chống chống đàn ông họ chống cái lòng nó chạm vô hông, nhưng mà đàn bà nó chống quần tay là bởi vì nó đang làm bếp mà. À, tôi phải nhiều chuyện, tôi phải nói xấu bả, cái gì đúng thì thôi, là tôi cái gì phải thì thôi. Mà mỗi lần tôi nghe họ nói cái câu đó, tôi thuyết tôi nói trời ơi, cái này là pháp sư tái sanh nè, mà có một điều là chỉ nhớ có cái đề không mà không nhớ đến cái nghĩa. Cái đạo Phật mình nó là cái gì đúng thì thôi, có nghĩa là sao? Cái gì mà nó làm cho mình vui, người khác vui, đời này vui, đời sau vui thì cái đó mình mới làm. Cái gì mà nó dẫn đến cái sự chấm dứt sinh tử á thì cái đó mình mới làm.
À, cái gì phải thì thôi, cái gì đúng thì thôi. Còn mấy bà tám của tôi thì trước khi nói xấu người ta là tôi không phải nói xấu, nói không phải nói, không đã đánh rắm à. À, nói phải nói chứ cái bà đó là má thế này lắp 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 lắp. Tôi nói phải nói xấu. À, cái tính tôi thì sòng phẳng lắm, cái gì phải thì thôi, mà toàn là nói mà làm toàn người ta bậy không, mà mở miệng ra cái gì phải thì thôi. Ok, thì cái thiện đạo đó là như vậy, còn cái trực đạo là đường thẳng mà đi. Việt Nam mình có ăn câu gái có chồng thì cứ đường thẳng mà đi, không đi ngang về tắt. À, cái câu đó cũng là cái câu trong kinh rất là hay. Cứ đường thẳng mà đi là sao, không quẹo qua bên đây, không quẹo qua bên kia. Về trong toán học có nói thế này, con đường ngắn nhất chính là con đường thẳng nha. Trong toán tôi nhớ hình như được có cái đó. À, mấy cái con đường cong, đường parabol gì, nó có đường nào mà nó bằng cái đường thẳng hết. Đường thẳng là con đường ngắn nhất, là vì sao, là vì nó không có bị vướng kẹt bởi phía nào hết, nó không có dừng lại bởi những réo gọi, nó không dừng lại bởi những mời gọi, những thử thách nè, mà nó cứ đường thẳng mà đi nè, nó sâu chỗ đó đó. Cứ đường thẳng mà đi, cái gì phải thì thôi. À, cứ lệ cứ chạy theo theo cái mình thích cũng là sai, mà đi mà cứ né cái mình ghét lại cũng không đúng. Cứ đường thẳng mà đi, nhớ nha. Dạ, cứ đường thẳng mà đi nghĩa là không có theo cái thích, mà cũng không theo cái ghét, cũng không có để nhằm trốn cái ghét, mà cứ cái chỗ nào cần đi thì đi, là cái chuyện cần làm thì làm, cần nói thì nói, cần nghĩ về, cần nhớ đến thì cứ nghĩ về mà nhớ đến, thì đó được gọi là đường thẳng mà đi nha. Thì chư Phật là những người tự ngộ, trên thì không thầy nhưng mà dưới thì có trò. Còn Thinh Văn là sao ta? Thinh Văn đệ tử Thế Tôn là những vị trên có thầy mà dưới cũng cũng có trò. Thinh Văn là những vị không thể tự mình tìm ra con đường giải thoát, nhưng sau khi học đạo từ Đức Phật một giáng hay trực tiếp, thì vị này cũng có thể trao truyền cái kinh nghiệm nhận thức ấy cho người khác, thì đây được gọi là Thinh Văn, nhớ nha. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn. Dạ, cái kinh nghiệm mà giải thoát á, nếu không được học từ Phật toàn giác á, thì ai cũng phải mất ít nhất là 2 A Tăng kỳ đại kiếp và 100.000 đại kiếp. 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nha. 2 A Tăng kỳ, 100.000 đại kiếp chưa? Tức là 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Nếu mà không được học á, thì muốn tự mình mà tìm ra đó, mà cái con đường đó là gì? Chỉ đơn giản là biết rõ đây là thiện, đây là ác, đây là buồn, đây là vui, biết rõ tôi chỉ là một khối tổng hợp của thiện ác buồn vui, mọi thứ do nhân mà có, rồi cũng vì nhân duyên mà mất đi, chỉ với nhận thức này thôi nha. À, và tất cả những cái cảm giác có được từ nội tâm của tôi, do thiền định hay là do phiền não, thì tất cả đều vô ngã vô thường. Biết rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, muốn hết khổ thì đừng đam mê trong khổ nữa, nhận thức này chính là con đường thoát khổ đó. Thì để hiểu được có hình như 1 phút rưỡi, khi tôi phát biểu những công thức đó tôi chỉ mất 1 phút rưỡi thôi nha. Thì để có được chừng ấy nhận thức ấy, thì mà không cần thầy bà kinh sách gì hết ấy, nha, thì một người cầu đạo giải thoát phải mất 2 A Tăng kỳ, mà 1 A Tăng kỳ kỳ là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một con số 1 và 140 con số 0 nha, nhớ nha. Coi như là muốn tự mình giác ngộ mà không cần thầy ấy, thì anh phải mất chừng ấy thời gian nha, để anh đắc độc giác. Anh muốn đắc độc giác là anh phải mất chừng ấy thời gian, còn nếu anh không có phải là độc giác thì anh chỉ có con đường là thành toàn giác, hoặc hoặc là Thinh Văn thôi. Mà toàn giác thì lâu quá nha, cái vị toàn giác mà tu hạnh trí là nhanh nhất là phải 20 A Tăng kỳ, gấp đôi độc giác, gấp 10 độc giác. Còn không đó là mình còn mà bị toàn giác mà hạnh tinh tấn là mất tới 80 A Tăng kỳ. Đấy. Cho nên là niệm 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 tăng là niệm như vậy. Niệm tăng là những vị mà hành trì theo cái lời dạy của chư Phật. Và tăng ở chỗ này, tôi kính thưa các vị trong trong chỗ này, này 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 này, here right here, chỗ này nha,
Thì tăng ở đây là phải ám chỉ cho tối thiểu là sơ quả tu đầu quần, sơ đạo, sơ quả trở lên nha. Tăng đệ tử trong chỗ này mình nếu đếm đôi được có bốn đôi, có nghĩa là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả và tứ đạo, tứ quả, đó là đếm đôi. Còn đếm chiếc có nghĩa là xé nhỏ bốn đôi ra thành tám, tám chiếc, nhớ nha, ngay chỗ này. Để cho các vị mới thấy là cứ mở miệng ra là tăng là phàm tăng là thánh tăng. Dạ xin thưa, tùy chỗ mà hiểu, tùy chỗ mà hiểu. Dạ tôi nhớ hồi xưa tôi có kinh nghiệm nhỏ xíu này thôi, kể ra hơi kỳ nhưng mà giờ tôi không nhớ chỗ khác, tôi nhớ cái này. Tôi cũng từng đi vượt biên, tôi cũng từng bị nhốt nhốt có tháng mấy rồi, mà tôi nhớ trong đó nó có nội quy là nó bắt mình kêu tất cả bà con trong đó, mấy cái thằng cha mà canh mình á, cái chỗ tôi bị nhốt không phải là tù mà nó là cái đồn công an huyện huyện Phong Phú, Hàng Me, Trà Ôn ấy, chứ không phải là nhà tù, mà nó buộc mình kêu mọi người nó đều là cán bộ hết. Mà tôi biết rõ cái người sanh này, tôi biết ở tiền vài hôm, biết anh cha này không là cái gì hết, đã chỉ là giống như giao liên nhân viên sai vặt ở đó, nhưng mà tất cả mình gặp ai đó phải chịu cán bộ hết. Thì cái trong trường hợp đó đó, ngay cái hoàn cảnh đó, nơi chốn ấy, không gian thời gian ấy, thì cái chữ cán bộ nó mang nghĩa khác. Đấy. Nhưng mà trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó thì chỉ cán bộ lại mang nghĩa khác. Thí dụ như mình đến cái đại sứ quán của Việt Nam ở tại Thụy Sĩ hay là ở Pháp đó, thì mình sẽ nghe nó anh người đó họ xài, người nào đó họ nghe xài nhắc đến chữ cán bộ, thì mình phải hiểu cái cán bộ ở đây này nó không giống như mấy cái hàng coi tù mà cái thời mình bị nhốt, nhớ nha. Thì cái chữ tăng ở đây cũng vậy. Tùy chỗ mà hiểu nha. Chữ tăng ở đây là không có phân biệt tăng tục nam nữ, miễn là lọt vô trong các cái tầng thánh thì được gọi là tăng nha. Còn sở dĩ có những trường hợp mà không có nói đến 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 phàm là vì sao, tôi giải thích rồi. Hôm nay mình là một tỷ kheo thuộc lòng Tam Tạng, nhưng tối nay mình tắt thở thì mình sanh về đâu trời biết. Đó là chuyện thứ nhất. Và khi mà mình nếu mà mình sanh trở lại mà mình được tiếp tục làm người, mình có chánh kiến thì mình được phải mất ít nhất là 15 18 năm mình mới có được cái nhận thức. Còn không thì coi như cái chánh kiến đời này của mình là khi mình đã đi vào các cảnh giới tái sanh biền biệt, hiểu không? Hun hút ha, sâu thẳm mà tối mù thì coi như những nhận thức bây giờ nó đành xếp xó, nó chờ một cái lần khai thị nào đó của chư Phật. Chư Phật mới nhắc lại chuyện xưa bằng một cái câu nói nào đó, rồi điểm nhãn khai thị mình mới đắc nha. Còn không là mình cứ mang âm thầm mang cái hạt giống bồ đề đó mà mình gọi là nổi chìm trầm luân trong ba cõi sáu đường. Cho nên cái nhận thức hay là cái niềm tin, cái trí tuệ của phàm phu nó rất là tương đối thưa quý vị nha. Còn vị tu đầu quần thì không. Vị tu đầu quần một khi mà đã có cái tâm thánh đạo thánh quả tu đầu quần xuất hiện rồi, thì từ đó cho đến khi niết bàn chứng quả la hán đó, thì vị đó không bao giờ mà có cái sự thay đổi trong nhận thức đối với tam bảo tứ đế 12 duyên khởi, không bao giờ có. Còn phàm phu thì không. Phàm phu thì chẳng hạn như trong kinh kể thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình còn tại thế đó, ngài có một cái vị đệ tử mới có mấy tuổi thôi, mới có 5 7 tuổi là đắc quả la hán rồi nha. Mà tại sao mà cái huệ căn sâu dày đến cái mức mà coi như ngon lành như vậy là sao? Là bởi vì cái vị này cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước, trong một cái buổi chiều buổi buổi trưa mà Đức Bồ Tát Xuất Mê Thô, tức là tiền thân của Đức Phật mình ý, mà đi gọi là quỳ xuống trước Đức Phật Viên Đăng để mà xin xin nguyện thành Phật chánh đẳng giác ấy, thì lúc đó có một cái cậu thanh niên thấy cái cảnh mà Đức Phật ấy, mà 32 tướng tốt, 80 tướng phụ mà coi như hào quang gọi là rực rỡ chói lòa, lấp lánh lung linh lộng lẫy, mà đứng xác nhận giữa trùng trùng thiên nhân gọi là long xà càng thác bà kim sĩ điểu, trong cái bối cảnh mà nó quá là hoành tráng như vậy đó. Nhìn một người được thọ ký như vậy nó vị này hoan hỷ quá sức đi,
Vị này mới bèn nguyện là con xin đi theo vị này. Wow, các vị thấy chưa? Các vị thấy chưa? Các vị có trong rừng có nghe chưa? Thương mà thương cái kiểu đó là phải nói là tôi bây giờ ngài Đắc La Hán rồi thì tôi không dám xài cái chữ gì, nhưng mà phải nói tôi thấy tôi ngán quá đi. Tự nhiên cái nổi hứng lên, là nổi hứng là cái con nguyện xin đi theo vị này mà quên quên để ý là nãy Đức Phật Viên Đăng ngài có nói là bốn a tăng kỳ nữa mà vị này cứ cột á, cái tâm cột tưởng sao nguyện xin đi theo xong xuôi rồi đó là hứng thì nguyện vậy thôi, nhưng mà sau khi mà xa Phật xa tăng rồi thì trở về đời sống bình thường thì vị này cũng cà lơ phất phơ, có nghĩa là cũng nhậu nhẹt ăn chơi la cà bạn xấu rồi bạn nó xúi làm sao nó đi về phạm nhầm ngay chốc cái tội mà đại kỵ của Phật giáo đó là tội tội sát mẫu, tức là một trong năm cái tội đại nghịch đó, tức là tội giết mẹ đó, dễ sợ chưa, cũng nguyện tùm lum rồi về chơi bạn xấu rồi cuối cùng mắc vô cái tội đó, mắc vô cái tội giết mẹ rồi là coi như đi địa ngục A Tỳ vô gián thăm thẳm chiều trôi mà coi như là không biết bao giờ từ dưới mà trồi lên được rồi đó, là bị tai bay họa gửi tên bay đạn lạc mà chết bầm chết dập chết bờ chết bụi, bị gì cái tội giết mẹ nặng lắm, bởi vì bà là người có lòng đại bi với mình mà giết mẹ cái tội cũng gần gần như là tội giết La Hán vậy đó, bởi vì cũng nghịch đại tội mà nha. Sau nhiều kiếp luân hồi tôi nói cuối cùng đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì coi như cái duyên xưa nó chín mùi quá sức mùi rồi, tại vì cái quả vị thì quá bé chỉ cầu chứng La Hán thôi chứ không có cái hạnh gì đặc biệt hết trơn á, mà đi bốn hoa tăng kỳ như vậy cuối cùng thì gặp Đức Phật mình là dĩ nhiên là đắc rất là mau, đắc rất là mau nhớ nha. Cho nên là nhớ cái ân đức tăng là gì, là những vị đi theo chứ gọi là thiện đạo trực đạo chánh đạo, chánh đạo nghĩa là không có đi theo đường tà đó rồi gì nữa. Cái thời giảng thì hết giờ mà tôi ráng giảng cho nó xong nữa để mà không phải giảng quay trở lại. À, thánh tăng xứng đáng với lễ phẩm, vàng vàng xứng đáng với tế phẩm, với tế phẩm rồi tặng phẩm rồi sự kính lễ nữa là phước điền vô thượng cho đời. Rồi bây giờ sao ta, rồi có nghĩa là trong kinh giải thích rằng á cái này mình hồi hồi tôi còn bé 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 xíu xíu à, tôi đọc này tôi ngạc nhiên, ủa cái mình giải thích tăng mà giải thích kiểu cái này có gì đâu hay hết ta, nhưng mà khi tôi già rồi đó thì tôi ngồi tôi ngẫm được thấy cao siêu thiệt nha. Trước hết á, chư tăng là những vị gọi là hành trì theo cái thánh đạo chánh đạo và trực đạo của chư Phật chánh đẳng giác. Chư tăng nếu mà kể ra thì gồm có được các tầng thánh, kể bao nhiêu là mình đã thấy phê rồi, nhưng mà còn cái vụ này mới ghê. Chư thánh tăng là những vị xứng đáng với tế phẩm tặng phẩm. Tế phẩm là sao, có nghĩa là trên đời này các vị thấy dầu đạo hồi đạo chúa đạo cao đài đạo hòa hảo đạo nước sôi nước lạnh đạo khoai đạo dừa đạo chuối đạo nhãn đạo chôm chôm đạo, ngay cả đạo Phật Bắc tông Nam tông khất sĩ, hễ là người có cái lòng kính ngưỡng đối với một cái bề trên nào đó thì lúc nào người ta cũng nghĩ đến chuyện cúng dường đúng không, đấy dầu cúng hoa đăng cây trái thức ăn cơm xôi chè bánh gì đi nữa, mà hễ mà ai mà có cái lòng tín ngưỡng có đức tin với một cái thần tượng nào đó thì một trong những cái chuyện đầu tiên là thờ cúng. Ngay cả những người vô sản hôm nay mà họ treo cái hình của Fidel Castro, của ông Hồ, của ông Mao thì sao ta, thì dầu họ không có nó xài với cúng nhưng mình thấy họ luôn luôn cũng có một cái vòng hoa hay là có một cái bình hoa, có một lẵng hoa kế bên ngó cho nó đừng có quạnh nha. Có nghĩa là trên đời này hễ có thần tượng thì mình phải có cách bày tỏ tấm lòng bằng một hay là nhiều những cái lễ vật mà mình gọi là cái tế phẩm ấy. Thì ở trong đây á, Đức Phật ngài dạy rằng tất cả những cái món mà thiên hạ hướng đến thần tượng ấy, tất cả những thứ đó, đó các vị thánh nhân đều đáng để được nhận. Như ai nói một cách khác,
thánh nhân. À, dù tầng nào cũng đáng để muôn loài kính ngưỡng như thần tượng. Thần tượng gì? Xưa nay của mình. Cái câu này câu định nghĩa của chữ A hôm nay vô. Thánh nhân dù là cái tầng nào, tầng á, tầng tức là cấp nào đó, dù nào cũng đáng để muôn loài kính ngưỡng như là thần tượng xưa nay của mình. Không biết quý vị hiểu cái chữ này không ta? Thí dụ như xưa nay tôi là thờ Chúa, xưa nay tôi thờ Chúa Giêsu, xưa nay tôi thờ Thánh Allah, xưa nay tôi thờ Lão Tử, Khổng Tử, bla 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 bla, thì tất cả những lễ phẩm đó đó đều là các bậc thánh đều đáng nhận, đều đáng để mà thay thế cho những thần tượng xưa nay của tôi nha. Có nghĩa là cái chữ A hôm nay vô nghĩa là đáng đáng nhận, đáng đáng mặc để mà thay thế cho tất cả thần tượng. Rồi, cái câu này đúng rồi. À, cái câu A hôm nay cho tôi phải dịch lại. A hú nay vô là đáng mặc để thay thế cho tất cả thần tượng trên đời, đủ chưa? Đó, A hú nay vô. Rồi cái ba hú nay vô là sao? Là xứng đáng với tất cả quà tặng mà thiên hạ trong đời nhắm đến đối tượng thân thương nhất của mình. Cái ba hôm nay vô là xứng đáng với tất cả những quà tặng mà thiên hạ trong đời nhắm đến đối tượng thân thương nhất của mình. Đó là ví dụ như tôi trên đường mà tôi đem cái món quà đó cho mẹ tôi, cha tôi, bà xã tôi, ông xã tôi, con của tôi, ông bà ngoại, ông bà nội của tôi, người bạn thân nói khố thanh mai trúc mã của tôi, bla 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 bla, thì tất cả những món quà ấy, những món quà mà yêu thương thân thương nhất đó, thì đều các vị thánh đều xứng đáng, tức là các ngài xứng đáng với những món quà được người ta cúng cho thần tượng nào đó, những món tế phẩm mà người ta hướng đến một cái đấng cao siêu nào đó, hoặc những món quà mà người ta dành cho một đối tượng thân yêu nào đó, thì tất cả thánh nhân đều đáng nhận hơn những thần tượng ấy. Gớm gì là gớm chỗ đó, nó mới gớm nha, nó mới gớm nha. Có nghĩa là các ngài xứng đáng. Là vì sao? Vì sao xứng đáng? Là vì sao? Vì tất cả phàm phu luôn có cái khuynh hướng ghét và thích này nọ, thánh nhân thì không, chỉ có chán mà không ghét. À, cái ghê đó chứ. Chỉ có từ bi mà không ai luyến. Wow! Chỉ có tinh thần trách nhiệm mà không có cái sự dính mắc. Dễ sợ chưa? Cái đó mới hay chứ. Chỉ có chán mà không có ghét, chỉ có từ bi mà không ái luyến, chỉ có tinh thần trách nhiệm mà không có sự dính mắc. Thì tôi hỏi vậy chứ trên đời này có cái người nào mà đặc biệt như vậy không? Thêm một cái nữa, những đức tánh ấy ở thánh nhân không vì một không vì một gì ta thử thách hay cám dỗ nào mà mất đi là sao nữa ta, như ở phàm phu. Wow, nên nên gì nữa ta, nên thánh nhân có được những cái hồng danh ấy. Wow, phải học cái này nó mới phê, niệm là phải niệm cái này nó mới phê tức là các ngài chỉ có chán không có ghét. À, chán lắm, chán không có khoái nữa thôi, nhưng mà chỉ có chán không có ghét. Rồi chỉ có từ bi mà không có ái luyến,
từ bi khác, ái luyến khác. Từ bi là sao? Giúp được thì giúp, giúp không được thì không có chảy nước mắt. Cái đó gọi là từ bi mà không ái luyến. Biết trong rừng mình có hiểu đó không ta? Alo, có hiểu này không ta? Từ bi mà không ái luyến là sao? Có nghĩa là giúp được thì giúp, nhưng mà giúp không được thì không chảy nước mắt. Còn mình á, thì giúp không được mình chảy nước mắt thì cái đó là ái luyến chứ không phải từ bi. Yeah. Và cuối cùng tại sao thánh nhân đáng để cho mình kính bái thì đáng rồi, tất cả phàm phu mình có khuynh hướng gì ta? Khuynh hướng đó đó, khuynh hướng gọi là dính mắt rồi tùm lum tà la, nhưng mà thánh nhân thì không như vậy. Và cái điều quan trọng là gì? Tất cả thánh nhân, những cái đức tánh ấy ở thánh nhân không vì sự cám dỗ hay thử thách nào mà mất đi như ở phàm phu. Là sao? Là mình nói mình là từ bi, mình nói mình là chán đời, mình nói là mình sợ sanh tử, mình nói là mình sợ tuổi già quạnh hiu, mình nói mình sợ một cái chết không chánh niệm. Ôi mình nói tùm lum á, chứ thử bây giờ mình gặp cái vật, cái người mà mình thích á thì mình còn có tu nữa hay không? Biết trong rừng hiểu không ta? Rồi mình nói là mình từ bi, nhưng mà hỏi mình gặp cái thằng cà chớn á, mình có thương được hay không? Wow, nhưng mà thánh nhân thì không. Thử thách cỡ nào, cám dỗ cỡ nào, đắng cay hay là ngọt bùi cỡ nào thì luôn luôn là như vậy. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà những đức tánh ấy ở thánh nhân không bao giờ thay đổi. Thế là các ngài còn có thêm hai cái hồng danh nữa, đó là xứng đáng để thiên nhân lễ bái, và các ngài là phước điền vô thượng ở đời. Phước điền là sao? Khi ta kính lễ một cá nhân hiền thánh thì đó thì công đức dĩ nhiên vô lượng, nhưng không bằng một góc nhỏ của trường hợp nha, kính lễ một cá nhân hiền thánh mà lòng luôn xem đó là đại diện cho hiền thánh ba đời mười phương. Không biết có hiểu không ta? Đó mới là phước điền vô thượng. Cái này quan trọng lắm. Có nghĩa là khi mà mình quỳ mình lạy một cái vị mà mình thấy rằng không tham, không sân, không si, không ái kiến mạn nghi, thì khi mình lạy xuống mình không nghĩ rằng tôi đang lạy ngày vị thánh ABCF nha, mà mình chỉ lạy rằng tất cả hiền thánh xưa nay, chư Phật nào cũng như vậy, tất cả La Hán nào cũng như vậy, vị này là đại diện, vị này đại diện cho hiền thánh ba đời mười phương. Một cái người hiểu rõ bốn đế thì phải là có cái uy nghi thế hạnh như vậy, ánh mắt như vậy, giọng nói cử chỉ biểu hiện như vậy đó. Mình lễ lễ như vậy mới được gọi là phước điền vô thượng. Còn đằng này sư phụ mình là đúng là La Hán, mình quý thiệt, nhưng mà muốn mình quỳ mình lạy, mình cúng dường, mình lễ bái, mình chắp tay, mình cúi đầu á, thì mình cứ nghĩ là sư phụ mình là số một, sư phụ mình là vô địch, thì công đức dĩ nhiên vẫn vô lượng nếu đó là vị La Hán. Nhưng mà mình đang hướng đến cá nhân. Còn cái chữ tăng mà trong bài kinh này đề nghị, tức là mình xem vị này chính là biểu tượng cho vô số vị khác, thì đó mới gọi là phước điền vô thượng. Nếu không được vậy, nếu không được vậy, ta chỉ có một sào rụng mà thôi, thay vì là cò bay thẳng cánh. Biết trong rừng hiểu không ta? Trong rừng hiểu cái này không ta? Nếu mà không được vậy thì ta chỉ có được một sào rụng thôi, chứ không tí tí thay vì cò bay thẳng cánh. Cái phước điền là phải cò bay thẳng cánh nó mới nhiều chứ nha. Ok, bữa nay tôi phá lệ là tôi giảng lố 10 phút. Nhiều bà con có lẽ muốn đi, mà muốn đi, muốn rời phòng nhưng mà cũng ngồi chờ. Ok, ngày mốt chúng tôi có khách tăng ở xa đến, cho nên chúng tôi sẽ quay lại lớp vào ngày thứ sáu, thứ bảy để bù lại, không để mất bài nha. Như vậy thì Phan, tôi khỏi 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 viết ra nha, tức là tôi ghi giùm tôi là tuần này nè, tuần này
À, tuần này á, là ngày mai ngày mốt nghỉ, nhưng mà sẽ thế là bằng thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nha, thứ hai, bla 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 bla. Rồi có nghĩa là ngày mai ngày mốt nghỉ nhưng bù là thứ sáu thứ bảy. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Idam me yatinam hotu sukhita Idam me punyam nibbanassa pacayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma.